con đúng 55 hộp. Tổng kê cái men vi sinh luôn nha. Đào thải độc tố hình như trên lầu còn lấy hết xuống chưa? Đào thải độc tố là hiện tại là giá tăng rất gấp mấy lần á. Nên là không có chương trình nữa đâu. Hello, xin chào tất cả các chị yêu của em. Anh có like vô like nha. Hello, xin chào tất cả các chị. Trời ơi, lâu lắm rồi mới lên gặp lại mấy chị yêu của em á. Mấy bữa không gặp thôi mà em anh thấy lâu lắm luôn. Hello, em chào chị Hồng Nhung. Hello, xin chào tất cả các chị yêu của em. Lên like đi, hôm nay là em sẽ sale bùng nổ hết cho tất cả các chị luôn. Nói chung là hôm nay là ngày vui của em nên là em sẽ sale hết. Chị nào đang coi like cho xin một cái nút chia sẻ, một cái nút chấm bài nha các chị nha. Cao ngựa dưới cái kia chưa về luôn á. Khách hỏi cao ngựa chưa về, nấm hoa chưa về chị ơi. Về là em anh sẽ nhắn cho các chị yêu của em liền, các chị cứ yên tâm. Ai coi like cho xin cái bình luận nha mấy chị yêu của em nha. Sau này cái chị Linh coi cái ánh đèn coi sao nó bị chóa cái màn hình vậy. Hello các chị yêu ơi, các chị vô like giúp em nha. Hôm bữa em có lên like, em có nói cái xăm nước rồi đó. Đâu chị bật lên thử coi. Thôi tắt đi, nó bị chói màn hình nè, mà sao nay nó like nó bị ghê vậy ta. Hello các chị, vô đi các chị ơi. Hôm nay là sẽ sale hết cho tất cả các chị yêu của em luôn. Hôm bữa là em có lên xăm rồi, nhưng mà xăm hiện tại là không còn về một cái hộp nào giá giảm hết. Em chỉ còn là dư sót được là có 4 thùng thôi, nên là sẽ chốt đơn trực tiếp tại livestream luôn. Hello, em chào chị Nguyễn Linh. Mấy nay mấy chị thấy không, bảo cấp chính gì cấp tùm lum cấp. Lên live mấy chị có nhiều chị không có coi được livestream luôn. Có người ta live mà bị out ra suốt à. Có người live có nhiều người tương tác mà vẫn bị kém. Nên là ai đang coi live chia sẻ giúp em một nút chia sẻ nha mấy chị nha. Hôm nay sẽ sale bùng nổ luôn, chưa bao giờ có những cái giá như ngày hôm nay. Chị nào đang coi live vô live giúp em. Xăm nước hiện tại là hết lô, hết sạch luôn, không còn chương trình giá giảm nữa. Nên chị nào đặt, hôm nay đặt tại livestream còn đúng 4 hộp, em nhường cho chị nào đặt comment tại live giúp em. Tại vì hôm bữa là có chị kia đặt, có mấy chị, một hai chị đặt nhưng mà gọi điện thoại thì không thấy bắt máy. Nên là bây giờ em hết sạch xăm nước luôn, nên là em sẽ sale luôn. Nên chị nào có nhu cầu mua xăm nước trực tiếp tại livestream ngày hôm nay giúp em nha. Xăm nước Dung Hu Linh Chi chỉ còn sót đúng 4 thùng thôi, hết hàng, không còn một hàng nào nữa hết. Có chị kia đặt hai hộp cũng không thấy bắt máy, gọi điện thoại không nghe, nên là mấy anh sẽ sale luôn, xả luôn. Hello, em chào chị Trần Ngân, sale shop nha mấy chị nha. Ai đang coi like chấm bài chia sẻ giúp em, còn có đúng 4 thùng thôi, chị nào lấy comment giúp em. Xăm nước không sale là giá là 1,6 triệu một thùng. Cái này là xăm nước Dung Hu Linh Chi, bên trong có 30 gói loại mới luôn, uống rất là ngon. Đợt trước là nếu mà đăng bài là không sale là giảm rẻ nhất trên like là còn 600 ngàn. Hôm nay còn sót được 4 thùng, chị nào lấy chia sẻ like chấm bài với anh sale có chị 500 ngàn một thùng luôn. Xăm nước nha, còn đúng 4 thùng duy nhất. Bên trong của nó là mở ra cho các chị yêu của em xem. Chỉ còn 500 ngàn thôi nha mấy chị nha. Còn đúng 4 thùng xăm, còn đúng 4 thùng là hết sạch luôn. Nên chị nào lấy comment giúp em, đợi xíu hôm nay em sale lên nhiều sản phẩm lắm. Hôm nay là ngày vui của em nên hôm nay sẽ làm chương trình. Chị nào coi like chấm bài chia sẻ giúp em. Bên trong chị lên mở ra cho khách coi đi. Bên trong xăm là sẽ có thêm 30 gói. Cái loại cũ á, là mấy chị uống á, là bên trong nó chỉ có 20 gói thôi. Đây là loại mới, hộp mới luôn, uống của nó rất là ngon. Xăm nước hiện tại còn có 500 ngàn đồng thôi, nhưng còn 4 thùng là duy nhất là hết hàng luôn. Và đát tới 2023, đát xa không à. Ai đang coi like chia sẻ giúp em một nút nha. Đát rất là xa, đát 2023. Tháng 8, 31 tháng 8, 2023, xăm nước ở Jeju, Hàn Quốc. Rất là tốt, Dung Hu và Linh Chi. Bé anh có chuyện vui hả không? Chị Trần Ngân ơi, hôm nay sinh nhật của bé anh. Nên là bé anh lên like có một chút à. Like một chút rồi lát xin off. Nay đi ăn sinh nhật, đi chơi. Được chị Salaneo ạ. Cái này á là tiểu đường và người già uống cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt Dung Hu Linh Chi này, con nít có thể uống được luôn, rất là tốt. Hiện tại nhà em nè, bé còn nhỏ uống Dung Hu Linh Chi được luôn, rất là ok. Đi làm mệt hoặc bé đi học về mệt, bé thì chứ gì cho uống nửa gói, còn người lớn một ngày một gói. Dung Hu Linh Chi còn đúng 4 thùng nữa thôi là hết sạch luôn, hết lô luôn, không có giá giảm nữa. Nên chị nào muốn mua đặt trực tiếp tại livestream. Khách em đặt hiện tại là hết hàng, không có hàng để bán, nhưng mà gọi điện thoại hoài không thấy chị đó bắt máy.
nên là em xả ra luôn. Đó, nên là chị nào thích là mình đặt ngay tại livestream ngày hôm nay, bé anh sale với giá sốc 500.000 đồng một thùng thôi nha. Chị nào mà đặt trên bài hay đặt ở đâu cũng vậy, sale rẻ nhất là 600k không có giá ngày hôm nay. Chị nào lấy comment đúng ngày hôm nay thôi à, còn 4 thùng đẩy hết. Ai lấy comment giúp em. À, cảm ơn chị Trần Ngân rất là nhiều ạ. Mấy hôm nay mạng yếu quá mấy chị ơi, chia sẻ cho em một cái nút like, một cái nút chia sẻ đi. Em mở ra cho các chị coi. 500.000 thôi nha mấy chị nha, quá rẻ quá hời. Bên em chỉ còn đúng 4 thùng duy nhất thôi. Tiểu đường uống vô tư thoải mái. Cái này người tiểu đường, người già, những chị nào mập uống thoải mái luôn, không vấn đề gì hết. À, cảm ơn chị Nguyễn Nhung rất là nhiều ạ. À, cảm ơn mấy chị, hôm nay sinh nhật em nên là em sẽ làm những cái chương trình lớn cho mấy chị yêu của em luôn. Nhất là những chị muốn mua sản phẩm nào hôm nay comment lên hết, hôm nay sinh nhật ưu tiên. Ok chưa? Hello chị Salanel, đúng rồi, một hộp là 500.000 đồng chị Salanel nha. 30 gói xăm ở trong đó. Bình thường loại cũ chỉ có 20 gói thôi, loại này cho em 30 gói luôn, rất là to. Tem tác đầy đủ bao hộp checkbox cho em. Và nếu nhận hàng giả trả lại tiền gấp đôi, gấp 5 lần cũng được luôn. Đây, bên trong nó, bên ngoài nó sẽ là một cái túi như này. Xăm này các chị tặng biếu gì được rất là ok. Đây bên trong, xăm Nhung Hu và Linh Chi, một hộp của nó có 30 gói ở bên trong. Loại cũ là một thùng 20 gói. Đó 2022, loại mới 2023. Đắt rất là xa. Chị Trần Ngân nói mình đeo tỳ hưu có kiên cữu gì không anh? Em thấy thì đeo tỳ hưu là một là đi tắm không đeo, với lại là đừng cho người ta rờ vô là ok. Tỳ hưu là em thấy như vậy đó. Nên là chị nào lấy comment giúp em. Sau này Vân nó xin off mà sao nó không nói trước vậy? Hello, em chào chị Nguyễn Linh nè. Hello, em chào chị yêu Nguyễn Linh nè. À, chúc em sinh nhật hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn mấy chị yêu của em rất là nhiều. Chị nào lấy xăm comment xăm nha, còn đúng cho em 4 thùng luôn, hết sạch luôn. Ok chưa? Ok chị Hương Nguyễn luôn ạ. À, một xăm nước chốt đơn ạ. À, ai lấy comment giúp em. Hôm bữa em livestream rồi, mấy chị đặt rất là nhiều. Còn sót kho đúng 4 thùng em like luôn. Chị nào lấy comment tại livestream giúp em nha, em qua mẫu nha. Xăm này uống cực kỳ tốt luôn, mệt trong người uống cho em, tăng cường sức đề kháng và đặc biệt khỏe người rất là nhiều. Cái xăm này là vô tư, xài bát ngàn bát ngát luôn cho em. Một hộp 30 gói ở bên trong, tha hồ mà uống. Và đặc biệt á, cái xăm này á, các chị tất cả đều có cho em kiểm định của dấu Jeju mọc Hàn Quốc nè, HACCP nè. Rồi cho em tập đàn Samsung bảo trợ luôn nè. Xăm này đang bán mạnh ở nhiều lắm. Các chị ơi ra ngoài mà coi, một thùng của nó 1 triệu mấy đổ lên không mà không bao giờ có giá này. Em ôm lô, em ôm sale nên mới có chương trình sốc như này. Ai lấy comment tại livestream nha, nhớ giúp em và kèm theo số điện thoại nha. Chỉ còn đúng 4 thùng thôi. Đây mấy chị, mở ra cho mấy chị coi, uống tốt lắm. Đặc biệt luôn, ba mẹ em, ba em thì đang tiểu đường mà ba em uống xăm này á, nó không có bị ngọt quá, nó vừa miệng mà đặc biệt nó rất là gọi là cái mùi vị ok, không có bị đắng nha. Có nhiều cái xăm đắng uống rất là khó chịu luôn. Chị Hương Thảo có nội tiết không? Có luôn, lát lên sale nội tiết tố luôn, nội tiết tố với lại cái gì quên rồi, cái viên uống thơm người chơi luôn. Chị Nguyễn Nhung nói xăm bịch nhỏ bao nhiêu ml em, để em coi. Bịch này cho em 250ml á chị Nhung à. Bịch này 250ml chị yêu Hồng Nguyễn Nhung nha. Đây chị yêu Nguyễn Nhung, đây em mở ra cho mấy chị coi. Đây là xăm. Đây 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 đây. Một bịch của nó là 250ml. Các chị mua về còn có đúng 4 thùng mà mấy chị ơi, ai lấy tranh thủ lấy. Hồi nãy khách đặt còn 2 thùng nữa là hết hàng, nãy giờ khách đặt rồi. Ôm lô em còn đúng có 2 thùng duy nhất thôi, nên chị nào lấy comment nha. Tại vì cái xăm này là em ưu tiên ai comment trước. Có nội tiết tố chị Dung Lê, nội tiết tố uống tốt cực kỳ luôn, đợi xíu lên sale cho mấy chị nè. Đây, cái này một gói của nó là 250ml. Ấy một gói nhầm, cứ nói 250ml, một gói này là 50ml nha. Đây cái gói của nó như này, nó là dung tích gọi là bằng với lại những cái loại xăm bình thường các chị uống luôn. Và cái này uống rất là tốt, một bao như này và nó sẽ tăng cường cho các chị làm chỉ có 18 calo thôi. Nó không có bị mập và đặc biệt nữa uống xăm ngủ rất là ngon, đặc biệt là ai thó ngủ uống cho em cái xăm nước này. Tốt cực kỳ luôn các chị, một thùng như này 30 gói bên trong. 500.000 chốt tại livestream giúp em. Chỉ còn 500.000 thôi nha mấy chị nha, quá hời quá rồi. Ai lấy comment giúp em xăm nước nha các chị nha, một thùng cho em có 30 gói, 500k duy nhất tại livestream. Chị nào không đặt trên live, sale rẻ nhất cũng phải là 600.000 đồng. Bột bình thường các chị đi ra ngoài mua hộp này 1.600.000, 1.800.000 một thùng 30 gói loại mới. Mua nhà bé anh còn 500.000 đồng tại duy nhất livestream ngày hôm nay thôi. Tại vì em còn có đúng nhiêu đây thôi nên là em xả hết. Cái này là hiện tại là không về hàng nữa nha mấy chị. Tại vì hàng về là không có giá giảm. Em chỉ canh sale, em gom sale, em đem về cho mấy chị thôi. Nên là chị nào đặt trong live 500k, ngắt live hết hàng,
Mà đợt sau có về đừng hỏi em có 500.000 đồng không. Hôm nay là hết sạch, không có chương trình giá này đâu. Em hỗ trợ cho mấy chị của em thôi. Còn tại vì khách đặt mà khách gọi điện thoại không bắt máy nên là mới có hàng cho mấy chị. Ai lấy comment giúp em xăm nước nhung hôn linh chi của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Chỉ có 500.000 đồng thôi nha mấy chị. Đây. Nha. Bên em chỉ còn số lượng ít thôi à. 30 gói mấy chị ơi, tiểu đường uống thoải mái. Chị nào mập trong cơ địa nè, béo phì nè, mệt trong người nè, huyết áp tim mạch uống thoải mái cho em luôn, cực kỳ tốt. Xăm nhung hu và linh chi. Và đặc biệt nó không đắng. Sẽ có những nhiều loại nó uống nó rất là đắng. Nhiều loại có rất đắng, hình như có bổ thận luôn á. Hình như này bổ thận này sao nè. Đúng không? Có bổ thận luôn á, còn hộp có một hộp bổ thận duy nhất là hết hàng luôn, sạch xanh xanh luôn. Kiểm tra coi bổ thận này nhiêu, hết sạch không còn. Ok, chị Salanel một hộp xăm ạ. Hồi nãy chị nào em chốt rồi, có đợi xíu lên tinh dầu hoanh, lên cái viên uống nội tiết tố tinh dầu hoanh thảo với vitamin E cho tốt cực kỳ. Chị Kim Mai một xăm nước bé anh ơi, sinh nhật vui vẻ nha bé yêu. Cảm ơn chị Kim Mai rất là nhiều, trời ơi lâu rồi mới thấy chị. Hôm nay sinh nhật em, hôm nay em làm chương trình mấy chị đợi em tới bến, lát em sell nè, lát em sẽ sell kem body cho mấy chị. Hôm nay sẽ có giá cực kỳ sốc. Chị Salanel chốt một hộp xăm nhé. Ôi ok chị yêu của em luôn, nhanh tay nha mấy chị nha, còn đúng cho em một hộp nữa. Một hay hai hộp? Hai hả? Một hả? Hồi nãy là bốn hộp mà. Ai lấy comment giúp em, hai hộp nữa sạch bách luôn. Em đẩy hàng sạch, bây giờ là không còn hàng giá sale nữa đâu. Bổ thận em còn đúng một hộp cuối cùng, không còn hộp thứ hai nha. Lấy chương trình sale chị Salanel luôn đi. Hôm bữa cái hộp này sale 800 hay mấy trăm này? 850.000 đúng không? 850.000 một hộp bổ thận, còn đúng một hộp duy nhất luôn à. Ok, ai lấy comment giúp em nha. Bổ thận hiếm lắm luôn, loại này không về hàng nữa luôn các chị ơi, size cực kỳ đỉnh. Đợt trước em bán khách rất là nhiều, nên chị nào lấy comment giúp em, có gì là em xả hết cái đó. Chị nào đang coi live chia sẻ giúp em. Hôm nay cảm ơn mấy chị rất là nhiều ạ. Hôm nay sẽ sale bung cháy bung nóc luôn. Tốt cực kỳ, xăm nước uống vào trong cơ thể các chị. Mà các chị nha, mình biếu mình tặng cho ai cũng rất là lịch sự. Xăm này chị khách nhà em đặt một lần 10 thùng, 20 thùng. Em nói không bao giờ nói điêu với chị luôn, đặt một lần 10 thùng, 20 thùng. Nay có cao linh chi, lát về sale cao linh chi với giá sốc luôn này. Ai đang coi like chấm bài chia sẻ giúp em. Hôm nay sẽ làm chương trình sốc ơi là sốc, sốc tổng lốc cho em luôn. Đây, xăm nước hộp to như này. Ai lấy comment giúp em nha, hết sạch nha chị yêu của em nha. Chị Phương Thảo nhường cho chị hộp bổ thận đi, em lỡ chốt cho chị Salanel mất tiêu rồi. Bổ thận hiện tại hết sạch chị ơi. Sorry nha, em chốt Salanel gọi điện thoại nhớ bắt máy giúp em. Tại vì ai mà gọi điện thoại bắt máy em ưu tiên người đó trước luôn. Chơi tới bến, Alex xăm nước gọi bên tại livestream. Nay mật ong cao linh chi về hàng, hôm nay sale sốc làm chương trình cho tất cả chị yêu em luôn. Rồi em qua mẫu nha, chị nào lấy xăm gọi bên xăm nha. Còn một hộp nữa là hết hàng, một hay hai hộp nữa hết hàng. Em mở ra cái thùng mật ong cao linh chi luôn. Hôm nay chơi chương trình tới bến đi mấy chị ơi. Hôm nay sale sốc chị Quỳnh Nguyễn. Nay có lên vòng phong thủy không? Lát vui vui lên luôn. Hôm nay em ưu tiên mấy chị 2 tiếng đồng hồ. Em sale sóc xong rồi tối nay em đi chơi. Chơi tới bến, hôm nay chị nào muốn sale cái gì cứ comment giúp em. Chị nào muốn mua sản phẩm nào mà chưa có mua đồ cứ comment tại livestream. Hôm nay em sale sóc cho các chị yêu của em luôn để các chị trải nghiệm giúp em. Hôm nay chưa bao giờ có nha. Hôm nay chưa bao giờ có nha. Hôm nay làm chương trình sóc. Bây giờ sẽ lên, chị yêu nào muốn lên comment nhanh tay. Lát lên cho cái kem body này. Trời ơi, xài của Kinh Ly Hương Lê. Xài bao tốt luôn rồi qua xăm nước. Alex xăm comment nha. Còn một hộp nữa là hết luôn. 500.000 đồng 30 gói xăm nước của Hàn Quốc. Rồi lên cho luôn tinh dầu hoa anh thảo và vitamin E nội tiết tố. Uống cái này cho em. Uống cái này ok chị Salanel à, em chốt cho chị rồi nhá. Uống cái này cho bé anh, không tốt bé anh trả lại tiền. Đây các chị ơi, em anh sẽ tư vấn cho mấy cái chị dòng sản phẩm này. Mua dùm em, trải nghiệm dùm em. Đây gọi là viên uống nội tiết tố và viên uống thơm người. Cái này của Nhật Bản, hàng Bellafora. Các chị lên mạng, các chị search, không bao giờ có dưới giá 1.500.000 luôn. Người ta toàn bán 1.600.000 thôi. Cái viên tinh dầu hoa anh thảo này dùng cực kỳ đỉnh luôn. Đỉnh ơi là đỉnh, đỉnh lắm luôn mấy chị ơi. Bên trong nó tổng hợp có hương hoa hồng, có tinh dầu hoa anh thảo, có vitamin E. Thay vì hồi xưa em bán là tinh dầu hoa anh thảo riêng, vitamin E của Mỹ riêng, thì cái lọ này nó tổng hợp hết 3 chức năng. Vừa nội tiết tố, cân bằng nội tiết tố ở người phụ nữ. Chị nào đang khô hạn âm đạo này, chị nào là nội tiết tố, nói chung là mình mất đi, nói chung là cái lượng của người phụ nữ. Nội tiết tố hóc môn các chị không có được như hồi xưa hồi còn trẻ. Thì các chị dùng cho em cái này, uống cực kỳ tốt. Mẹ em uống cái này xong, ba em nói bây giờ bà trở thành phụ nữ rồi đó. Tại vì sao? Nó mỏng mềm mỏng hơn. Đặc biệt là những chị nào mà mình đến gần tới cái thời kỳ mà mình mất kinh luôn á, mất cái chu kỳ kinh luôn. Mình gọi là sao ta? Gọi là mất kinh gọi là gì mẹ?
mãn kinh, đúng rồi, thì các chị uống cho em cái này được luôn. Nó sẽ làm hỗ trợ, nó sẽ tiết các hormone và làm cho phụ nữ của mình đỡ nóng tính hơn, đỡ cáu gắt hơn. Và đặc biệt âm đạo các chị sẽ không bị khô hạn. Và đặc biệt nữa mùi sẽ có mùi hương nhẹ hoa hồng rất là đỉnh. Cái này em bao toàn quốc cho các chị. Đăng bài sale rẻ nhất 980.000 cho em một hộp tinh dầu. Tinh dầu này là viên uống nội tiết tố nữ nha. Hôm nay em sale các chị bao giá toàn thị trường 920.000 đồng cho em luôn. Còn sót vài hộp hôm nay chết, chốt tại livestream giúp em 920k cho em Bella Fora. Ghi giúp em là viên nội tiết tố đi mấy chị ơi. Giá quá hời như mấy chị nha. Hôm nay chỉ còn 920k thôi. Em bao, em bao các chị yêu của em luôn. Em lên mà em search cho các chị coi. Tại vì nhiều chị không biết. Xong nước còn 1-2 thùng nữa là hết sạch hết lô nha mấy chị nha. Chị nào lấy comment giúp em Bella Fora đây. Các chị ơi, ai đang coi live chấm bài giúp em. Đợi bé ăn chút này. Cảm ơn mấy chị yêu của em rất là nhiều ạ. Mấy chị chúc sinh nhật cho em ạ. Sáng giờ trả lời tin nhắn quá trời luôn ạ. Có mấy chị khách không biết ở đâu ra mà mấy chị khách mò được phần số điện thoại Zalo của em mấy chị ạ. Đây đây đây, em cho các chị xem. Còn đúng thật sự rất là tốt luôn nha các chị nha. For ra. Em tranh thủ 2 tiếng đồng hồ. Mấy hôm nay bận quá mấy chị ơi. Mấy hôm nay bận quá không lên được. Chị yêu nào đang coi live chấm bài là viên uống tỏa hương ạ. Vừa tỏa hương thơm và đặc biệt nữa là nó sẽ làm cho cân bằng nội tiết tố nha các chị nha. Các chị lên mạng mà sệt không bao giờ. Chị Linh sệt dùm coi sao nó không ra này. Không bao giờ có giá ngày hôm nay. Bao nhiêu ạ? 920k. 920.000 đồng cho em. Chị nào lấy comment giúp em 920k. Trời ơi tức quá, đợi xíu. Đây đây đây. Phải mua hàng chính hãng và cái này không có hàng giả. Bao giá toàn quốc. Không bao giờ các chị lên mạng. Dù các chị mua shopee trợ giá không bao giờ có giá dưới 1.400.000 luôn. Đừng nói 920.000 đồng. Em còn mấy hộp em xả hết. Đây. Siêu nào đang coi đây. Còn số lượng ít thôi nha mấy chị. Đây đây đây. Tốt thật sự luôn ạ. Đây đây các chị ơi. Các chị nhìn giúp em. Viên uống Bella Fora đây các chị ơi. Trời ơi bình luận yếu, mạng kém. Chia sẻ giúp em để có người like vô nhá. 1.600.000 đồng đây các chị nhìn giúp em. Đây đây các chị lên mạng các chị search giúp em. Viên uống tạo hương hoa hồng tự nhiên cho cơ thể. Và đặc biệt nữa, cái viên này em nói trước luôn, nó sẽ thơm cơ thể của các chị. Không những là cân bằng nội tiết tố, mà khi các chị uống vào nha. Khi các chị uống vào, chị nào âm đạo mình có mùi hôi nhẹ, các chị ra cái nhịt màu xanh, các chị uống cái này cho em, nó sẽ hỗ trợ làm cân bằng cái nội tiết tố ở dưới luôn. Và đặc biệt cái này xài cực kỳ đỉnh luôn. Và trước khi các chị đi tiệc, các chị có thể uống cho em một viên. Nó sẽ tự tạo cái hương thơm ở trên vùng miệng các chị luôn. Là trong cái cơ thể các chị nói chuyện ra, nó sẽ có hương thơm nhẹ nhàng luôn. Cái này xài rất là đỉnh luôn ạ. Ok chưa? 920.000 đồng chốt trực tiếp tại lại chị giúp em. 920.000 đồng nha mấy chị nha. Đây ạ. Em chỉ còn số lượng ít thôi ạ. Bao giá toàn quốc ạ. Cái này là em còn vài hộp em sale hết. Hàng chính hãng sẽ có tem vặt ở đây. Dán và niêm phong bao check code cho em luôn. Các chị mua về phải check. Uống vào trong cơ thể. Mua hàng như thế nào là phải check hết cho em. Ok chưa? Một ngày chị yêu Salaneo uống một ngày mấy viên ạ? Một ngày 1 đến 2 viên thôi là ok chị ơi. Một ngày chị uống 1 đến 2 viên cho em thôi là ok. Tốt cực kỳ chị Salaneo ạ. Một hộp như này em xả các chị 920.000 đồng cho em. Cái này 100% của Nhật Bản. Uống không tốt em ăn trả lại tiền. Nhà em hiện tại đang sử dụng cái này. Tốt thật sự luôn. Không những uống cái này, uống collagen, uống cho em men vi sinh và đào thải độc tố. Bảo đảm ra các chị sẽ thay đổi. Lên cho em cái hôm nay chị nào, hôm nay em chơi tới bến này. Làm combo đi. Combo 3 hộp, hình như còn 2 hay 3, 4 hộp nhỉ. Combo 3 hộp đi, chơi tới bến luôn. Hôm nay xả mặt đi. Ai lấy combo 3 hộp nội tiết tố, viên uống thơm người, em tặng cho một collagen chơi tới bến luôn. Đưa hộp collagen này. Đã sale sập sàn là sale mặn bảo. Và bây giờ tặng quà luôn. Nên chị nào có nhu cầu comment tại ngày trên livestream giúp em. Hôm nay em tặng lớn. Ai lấy combo 3 hộp tặng ngay cho một hộp collagen luôn. Là em chơi tới bến luôn nha các chị nha. Cái này uống không tốt em trả lại tiền. Cân bằng nội tiết tố. Người phụ nữ mình gần tới thời kỳ gần mãn kinh hoặc mãn kinh, thay đổi nội tiết, nóng bức và tính tình sẽ như một người đàn ông. Em để ý luôn, tại vì lúc đó mẹ em uống ạ, em chân thành luôn, đưa cái hộp đào thải độc tố đây, em sẽ tư vấn cho mấy chị này. Đây này, mẹ em hồi á, mẹ em bị mãn kinh là trước Tết 2 tháng, mãn kinh trước Tết 2 tháng. Sau mẹ em uống cái đào thải độc tố với lại cái này. Uống cái này này, nó bật kinh ra bên ngoài luôn. Bây giờ vẫn có kinh bình thường như người phụ nữ, nhưng mà mỗi tháng nó sẽ ít. Tại vì thật sự á, khi mà người phụ nữ mình mãn kinh á, là em thấy mẹ em dễ bị bệnh lắm.
Thứ nhất là da này nó sẽ xấu, nám sạm xuống sẽ rất là nhiều, và da không còn được đẹp nữa, và tính tình sẽ thay đổi, giờ sẽ nóng tính hơn là cái người phụ nữ của mình hồi còn trẻ, tại vì thay đổi tính tình hết. Thì các chị uống cái này nó sẽ cân bằng bên trong nội tiết tố các chị luôn, và đặc biệt nữa là trong chuyện tình cảm vợ chồng các chị rất là ok, không còn bị khô hạn âm đạo nữa. Đó, một hộp như này đắt xa cực kỳ các chị ơi, 2022 em bao hàng các chị bao đắt. Nhiều chị khách hàng thấy em sale rẻ quá hỏi em cận đắt hay gì không ạ. 2022 tha hồ mà xài cho em, hôm nay em chơi chương trình lớn. Ok chị Salaneo ạ, một hộp nội tiết tố ạ, chốt đơn ạ. Chị Hương Nguyễn ạ, một nội tiết tố chốt đơn ạ. Chị buồn áng mây, chị nhận được vòng u linh ngũ sắc rồi, rất là đẹp. Cảm ơn chị yêu buồn áng mây rất là nhiều ạ. Cảm ơn mấy chị buồn áng mây mới mua vòng của nhà em luôn á, mà chị khen đấy á. Cảm ơn mấy chị của em rất là nhiều nha. Hy vọng là hàng đẹp thì mấy chị sẽ ủng hộ em nhiều hơn. Hôm nay em sẽ làm chương trình sale nhiều ơi là nhiều. Chị nào đang coi live chia sẻ nhiệt tình giúp em. Nội tiết tố bao nhiêu ạ? 920k. Chị nào lấy chốt đơn tại livestream giúp em, ai lấy combo 3 hộp tặng cho một hộp collagen duy nhất tại livestream ngày hôm nay chơi tới bến. Quá sốc quá lớn luôn nha mấy chị nha. Mua collagen 2000 hộp, à. Em bán trong vòng 1 tháng hơn, em còn đúng 55 hộp cuối cùng. Và em sale cho các chị hết 55 hộp đợt này, qua đợt sau sẽ không còn chương trình giá giảm bất kỳ một cái sản phẩm nào nữa. Quên bất kỳ cái sản phẩm collagen nào nữa. Hiện tại collagen giá gấp 2 lần, nhưng mà em vẫn hỗ trợ các chị, em đã giảm. Và em bán hết 55 hộp này trong tồn kho của em thôi. Qua tới đợt sau giá collagen sẽ là giá khác, không còn giá giảm nữa nha mấy chị yêu của em nhá. Nên chị nào mua, tranh thủ mà mua để dành uống, không còn chương trình nữa. Và đặc biệt nữa, đào thải độc tố, hiện tại em xin cắt chương trình đào thải độc tố nửa năm. Tại vì bây giờ giá găng lớp 2 gấp 3 rồi. Mà bây giờ chi phí cước cái hộp này là đắt nhất ạ. Cái hộp này về là 1,5 triệu một hộp, mà đặt chương trình sale nhiều mới có giá giảm, nên là cái này sẽ đắt nhất, nên là khó về hàng cái này nhất và ít khi có hàng. Collagen về được nhưng mà giá cao, nên chị nào mà hỏi thì tranh thủ mà mua giúp em, tại vì hiện tại là sau 55 hộp nữa em chốt thì em sẽ không còn sale nữa nha chị yêu của em nhá. Chơi tới bến đi, chị nào lấy cảm ơn giúp em luôn. 3 hộp nội tiết tố tặng một collagen chốt tại livestream ngày hôm nay nha. 3 hộp là đủ một liệu trình luôn, 3 hộp này là đủ một liệu trình luôn, tốt cực kỳ, nên xài, nên trải nghiệm giúp em. 3 hộp này là đủ một liệu trình nha. Một liệu trình của nó collagen lúc nào cũng 3 hộp, đào thải độc tố thì các chị dùng một hộp cũng được không sao. Nhưng mà cái nội tiết tố này, một liệu trình em khuyên dùng 3 hộp, thật sự tốt cực kỳ luôn ạ. Các chị dùng cho em sau 3 hộp đi. Ngay cả hộp này các chị dùng cho em đúng 15 ngày thôi là các chị đã thấy nó sự thay đổi rất là nhiều luôn, rõ rệt luôn. Uống và cảm nhận ngay. Và đặc biệt nữa, cái này là uống ngay đầu tiên và cảm nhận ngay đầu tiên cho em luôn. Cái nội tiết tố cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Và đặc biệt nữa, dòng này bán rất là mạnh tại thị trường Hàn Quốc, ấy lộn, quên, thị trường của Nhật. Đấy, nên chị nào lấy thì comment giúp em Bellafora nhá. Lên mạng tìm hiểu kỹ cho em cái dòng này đi. 1,6 triệu một hộp, không bao giờ có giá dưới 1 triệu đồng đâu. Và hôm nay em chị ân các chị 920k. Ai lấy combo 3 hộp em tặng một collagen nhá. Hết hàng, hết sạch 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 luôn. Ai lấy comment giúp em. Văn Lê 3 hộp nội tiết tố chốt đơn ạ. Cái này là nội tiết tố có tinh dầu hoa anh thảo, có vitamin E và có tinh chất hoa hồng cho em nha các chị nha. Vừa uống thơm người, vừa uống thơm cô bé, và đặc biệt nó cân bằng nội tiết tố âm đạo của người phụ nữ mình luôn, cực kỳ tốt. Đặc biệt là kích thích tóc mọc móng tay luôn, rất là ok. Chị nào lấy comment tại livestream giúp em. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu này. Ai đang coi live chia sẻ like chấm bài, chia sẻ like chấm bài giúp em. Hôm nay em sale tiếp này. Chị nào đang coi live cho em xin cái comment. Hôm nay em sẽ làm một cái chương trình mặn cho với một cái sản phẩm, đó chính là men vi sinh. Chơi tới bến đi ạ. À, kem body đi chị Lân, quên hồi nãy có khách hỏi kem body ạ. Nội tiết tố là 920k, giá chốt tại livestream ngày hôm nay thôi nha mấy chị nha. Hiện tại sắp hết hàng. Chị nào lấy tranh thủ comment giúp em luôn. Hôm nay em sẽ lên chương trình sóc lóc. Chị nào đang coi live chấm bài chia sẻ giúp em. Chốt trực tiếp tại livestream ngày hôm nay. Ai đang coi like chấm bài giúp em. Và đầu quên, trước khi lên men vi sinh em sẽ lên cho các chị kem body. Chị Linh, chị Linh đưa cho em cái kem body em test lên cho khách coi. Sai đỉnh lắm mấy chị ơi, kem body của Kinh Ly ạ, kem body của Kinh Ly ạ. Chị buồn ám mây, collagen giá sao em? Collagen là 1,200k một hộp ạ, 1,200k một hộp ạ. Chị yêu Hoa Nguyễn ạ, em ơi sell collagen đi, em ơi trợ cấp đi, chị đang hộ nghèo rồi. Chị Hoa Nguyễn ạ, bây giờ em chốt nhanh collagen trong vòng là 5 phút nha.
Em cái này em thật sự em nói là Codogen em sell, em gọi là em sell rất là nhiều ạ. Tại vì hầu như là khi ngắt like là sẽ có người hỏi, nhưng mà em ngắt like em không bán, tại vì nói trước em chỉ chốt tại livestream thôi. Cái này em đã giảm nhiều lắm rồi. Ok, em xin hôm nay em bán collagen trong vòng 5 phút nữa thôi. Nên chị nào chưa mua được collagen chốt ngay cho em 1.200.000 một hộp. Hôm nay em sẽ làm sale chương trình shop, gọi là shop luôn. Ai chưa mua trải nghiệm ngay cho em. Một hộp collagen là 1.200.000. Chị nào đặt trong livestream ngày hôm nay 5 phút thôi ạ. À, em xả các chị 600.000 đồng một hộp collagen. Ai lấy 2 collagen tặng 1 đào thành 3. Đúng 5 phút rồi ạ. Chốt dạ, nhanh tay các chị rồi. Chị nha, collagen 1.200.000 đưa 3 hộp luôn. 600k còn 600k mua 2 tặng 1 duy nhất livestream ngày hôm nay. Chị nào đang xài collagen cho xin cái cảm nhận luôn. Bình thường em livestream á là không có mức tương tác như ngày hôm nay đâu. Dạo này tương tác nó gọi là nó kém hẳn luôn. Các chị để ý đi, bình thường em like bây giờ nó tụt còn có mười mấy người coi thôi ạ. Nên là chị nào đang coi live chia sẻ nhiệt tình giúp em một xíu nha các chị yêu của em nhá. Collagen hôm nay bao nhiêu tiền ạ? 5 phút thôi ạ. 600k nha mấy chị nha. 600k mua 2 tặng 1 quá rồi luôn. Mua 2 collagen em tặng cho một hộp là thành 3. Ok chưa các chị yêu của em? 2 collagen em tặng cho một hộp là thành 3. Duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Sale sóc và giảm sóc luôn. Trời ơi, đưa ngay cái này. Bây giờ sẽ làm bạn này 5 phút này. Ai coi like chấm bài chia sẻ ngay. Đưa nhanh Cao Linh Chi. Hôm nay sẽ là chương trình và Cao Linh Chi. Ai đang coi like cho một nút chấm bài và chia sẻ. Một hộp collagen sale còn 600. Ai lấy 2 collagen em tặng 1 là thành 3. Chị nào không lấy quà tặng collagen, hôm nay em tặng một món quà bất ngờ. Đó chính là Cao Linh Chi chơi tới bến luôn đi ạ. Hello, anh chào chị Ngân Võ. Hôm nay sinh nhật của em chơi tới bến. Chị nào thích comment nhanh tay nha các chị nha. Trời ơi sao chóa cái màn hình quá rồi. Đây đây đây, hôm nay sinh nhật của em. Chị Linh ơi bỏ mấy cái đồ đen, đồ trắng xuống đi. Do phía sau nên nó bị chóa cái màn hình nè. Đồ trên đồ đen hay đồ trắng á, đồ màu đen á. Đấy, ai lấy comment giúp em. Hôm nay em chơi sóc luôn. Bình thường một hộp collagen như này là 1.200.000. Em không sell nữa, 55 hộp nữa hết. Em nói điều mất lọc, còn đúng 55 hộp nữa là em hết sạch luôn. 2.000 hộp bán trong vòng 1 tháng 30 ngày, 20 mấy ngày thôi ạ. Khách sỉ lấy rất là nhiều ạ. Khách sỉ lấy cực kỳ nhiều ạ. Collagen nhà em khẳng định các chị uống không thay đổi, em trả lại tiền. Khách nhà em đang dùng collagen này khen từng ngày mấy chị ơi. Mấy chị cứ coi lại những cái livestream cũ của em, collagen em bán cực kỳ mạnh luôn. Hello, em chào chị Hạnh nha. Collagen này em trợ giá cho các chị là đúng 5 phút thôi nha. 1.200.000 chị nào lấy sale còn 600k luôn. Chị Hoa Nguyễn hồi này hỏi lấy nhanh ạ. Hôm nay em làm chương trình 5 phút cho chị nào bữa giờ chưa mua được. Sale còn là 600k. Ai lấy 2 collagen em tặng cho một Cao Linh Chi chơi tới bến luôn đi. Quá hời luôn nha mấy chị nha. Collagen em chiếu 600k mua 2 tặng 1. Cao Linh Chi em 1.600.000 một hộp Cao Linh Chi. Cao Linh Chi này em bán cực kỳ chạy. Đây là mực ong Cao Linh Chi uống tốt trong cơ thể. Nhưng chỉ đúng livestream ngày hôm nay vì Cao Linh Chi em sẽ không hỗ trợ tặng nữa. Và cái này không bao giờ làm chương trình tặng nha. Nên chị nào lấy comment nhanh tay. Không bao giờ có giá này đâu ạ. 2 collagen tặng 1 Cao Linh Chi chốt trực tiếp tại livestream ngày hôm nay. Chơi tới bến đi mấy chị ơi. Yes, tóc da lóc quà đầy mình luôn nha mấy chị nha. Nhanh tay ạ. Hello, em chào mấy chị yêu của em ạ. 55 hộp thôi đó. Ok chị yêu ạ. Chị Hoa Nguyễn ạ, 2 collagen tặng 1 là thành 3. Ai lấy thích collagen tặng 1 là thành 3 thì lấy, không chị nào không thích em tặng cho một hộp Cao Linh Chi chơi tới bến. Đây là mực ong Cao Linh Chi, uống tốt cực kỳ cho sức khỏe của mình luôn. Hello chị Trang, trời ơi đỡ một xíu rồi chị Trang ơi. Đỡ một xíu là phải bung nóc, phải lên liền. Hôm nay là em hứa lên 2 tiếng đồng hồ em lên phục vụ tới 5 giờ em xin off. Hôm nay sinh nhật em đi chơi nên là em sẽ lên sớm. Chị nào lấy comment giúp em tại livestream ngày hôm nay. Ok chưa, mở cái hộp Cao Linh Chi ra cho các xem nào. Xem là không ghiền em trả lại tiền. Mở hộp lấy cái hộp mới ra cho các xem. Không qua bên đây lấy chị Linh. Không đã em trả lại tiền. Cao Linh Chi mực ong uống tốt cực kỳ cho cơ thể luôn. Hôm nay làm chương trình đúng một hộp duy nhất thôi nhá. Cái này đúng một hộp duy nhất thôi nhá. Các chị ơi, không sale nữa. Đúng 5 phút thôi ạ. Nãy giờ là 2 phút rồi, còn 3 phút thôi. Collagen em không có hàng để bán đâu. Mà em nghe chị Hoa Nguyễn nói là em ơi chị hộ nghèo, em hỗ trợ 5 phút trời thôi. Nên chị yêu nào lấy chất nhanh giúp em ạ. À, ok chị yêu ạ. Chị Phương Mỹ 2 collagen tặng 1 Cao Linh Chi. Ok chị Phương Mỹ luôn. Bùi Nám Mây 2 collagen tặng 1 chất Bùi Nám Mây ạ. Chị Huy Gia hello, mình ăn lâu ngày không gặp. Hello chị yêu của em lâu ngày, lâu lắm rồi mới thấy chị Huy Gia qua like.
Nên chị yêu nào thích thì comment nhanh tay giúp em. Tương tác kém cũng được, chơi là chơi hết mình. Hôm nay em nói thiệt luôn, có nhiều shop nó livestream không được luôn á. Có em thấy bình thường nha, cái shop em hay có like luôn, 1000 mấy người coi, mà bảo cấp 9 cấp mấy nó dợt một cái, các chị biết bao nhiêu người coi không ạ? 200 mấy chục người coi thôi, mà bình thường người ta tương tác cả 1000 người coi. Nên là bây giờ em thôi kệ, ráng đi. Em hỏi Facebook nó nói phải 1 tháng hơn nữa mới lấy lại được tương tác. Nên là hôm nay em chơi lớn. Chị Nguyễn Tân Ly like mà không thấy thông báo với anh, em nói trước rồi thấy chưa mấy chị? Facebook nó ngắt tương tác nên là không hiện thông báo, nên là nhiều người coi like không được luôn. Bình thường em nhiều người coi mà bình thường bây giờ 100 mấy người coi, mà bây giờ còn có 10 mấy 20 người là mấy chị hiểu là tương tác nó cỡ nào rồi đó. Em nói thiệt là rầu thúi ruột luôn. Hết corona rồi bây giờ tới bảo cấp thấp. Thôi kệ, mình chưa ảnh hưởng tới bảo là mình còn may, còn bán được là còn may mấy chị ơi. Ráng từng ngày đi ạ. Nên chị nào lấy comment giúp em ạ. Ok, chị Phương Phạm, 2 collagen tặng 1 cân chi chơi tới bến luôn. Chốt đơn ạ. Chơi tới bến nói là làm. Cao Linh Chi đúng 5 phút thôi ạ. Qua 5 phút không bán. Cao Linh Chi là sale rẻ nhất là cũng phải 700k một hộp nhá. Không sale nữa nha mấy chị nha. Chị nào lấy 2 collagen tặng 1 Cao Linh Chi. Ai không lấy Cao Linh Chi tặng 1 collagen cho uống cho đẹp da, không đẹp da trả lại tiền. Đây đây đây. Đây là lọ mực ong Cao Linh Chi. Cái này các chị pha với lại nước. Nay có chương trình gì vậy? Nay em chương trình nhiều lắm chị Ly ơi. Hôm nay chị Ly muốn chương trình gì cứ comment giúp em. Hôm nay là sinh nhật em nên là em sẽ ưu tiên hết cho mấy chị yêu của em luôn. Chị nào muốn mua sản phẩm nào mà chưa có giá giảm thì cứ comment like giúp em. Hôm nay em làm chương trình shop. Đây đặc biệt là cái Cao Linh Chi này. Các chị pha với trà hoặc các chị pha với lại nước, hoặc là các chị pha Cao Linh Chi, các chị dắt một ít chanh cũng được. Tốt, cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt cái này dùng rất là ok. Cao Linh Chi Hàn Quốc nha các chị yêu của em nha. Đặc biệt vừa đẹp da, vừa tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ nội tiết trong cơ thể của mình nữa. Tốt cực kỳ. Chị cũng bệnh nằm mấy ngày nay nhưng không thấy bé Minh Anh like. Chị nhớ bé quá à, chị Trang Trịnh ạ. Hôm nay coi like được rồi nè. Ai lấy comment giúp em nha. Rồi tranh thủ giúp em ngắt like, không còn chương trình collagen nữa, qua mẫu luôn, chơi tối bến đi ạ. Hôm nay em sẽ sale này. Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ, tươi trẻ và luôn hạnh phúc nhé bé. Cảm ơn chị Tally. Em nói thiệt luôn, nó có mấy chị á, 1-2 người cũng được, khách ít hay là khách quen có lâu năm cũng được, mà lâu lâu mấy chị có like mà sinh nhật của em, mấy chị chúc là em vui lắm. Collagen hôm nay em sale 600.000 ạ chị Tally ạ. 600k một collagen, lấy 2 collagen tặng 1 là thành 3. Chị nào không tặng 1 thành 3 thì em tặng cho một cô một Cao Linh Chi, mực ong Cao Linh Chi ạ. Cái này là em tặng ưu đãi cho mấy chị. Cao Linh Chi thì không có chương trình tặng đâu, đúng 5 phút thôi, mà nãy giờ em like 3-4 phút rồi, còn có 1 phút 2 phút nữa thôi. Một lọ to Cao Linh Chi này là 800g, size bao phê. Một lọ này các chị dùng cho em mấy tháng trời ạ, dùng tốt cực kỳ luôn. Cao Linh Chi nha các chị nha, mực ong Cao Linh Chi. Pha cái này với ít nước hoặc cho cục đá vô. Chị nào thích ngon ngon ngọt ngọt chua chua, các chị có thể dắt ít chanh vô cũng được luôn, ngon lắm. Mà đặc biệt là đem lại sức khỏe cho cơ thể. Đặc biệt cái này dùng rất là ok, đỉnh của đỉnh luôn ạ. Chị nào thích thì comment tại livestream giúp em nhé. Hôm nay chương trình shop ạ. Chị Liên Nguyễn 2 collagen tặng Cao Linh Chi. Liên Nguyễn 2 collagen tặng Cao Linh Chi. Hôm nay làm 2 chương trình, ai thích tặng collagen thì tặng, ai không thích thì like cô Cao Linh Chi. Hôm nay là chơi sóc, em làm đúng like ngày hôm nay nữa thôi ạ. Tại vì em không tính sale collagen ở đâu, còn đúng 50 mấy hộp thôi, 55 hộp tại kho. Nhân viên mới đếm kết sổ, em nói deal em mất lộc thì sự luôn đó mấy chị. 55 hộp nữa thôi, qua đợt sau em bán hết lô này. 1 tháng 20 mấy ngày, 30 ngày em bán hết 2.000 hộp collagen. Sản phẩm nào em bán chậm, chứ riêng collagen em bán không hề chậm luôn. Khách hàng mua collagen nhiều lắm, đặc biệt là khách sỉ mua nhiều lắm. Người ta khách vãng lai like, ghé shop nhà em này, xài ok rồi người ta đặt hàng về người ta bán. Người ta bán một hộp này, người ta bán 980.000 đồng, khách mua ào ào luôn, mà bán còn mắt tay hơn em. Tại vì người ta có khách hàng sẵn ngồi. Em là mới mở shop, chưa có khách nhiều. Đây là hầu như khách xài, người ta xài được thì người ta nối tay nhau, người ta giới thiệu giúp em thôi. Nên chị nào chưa xài collagen, mua ngay, đặt ngay giúp em tại livestream ngày hôm nay, chơi tới bến đi ạ. Collagen hôm nay chỉ còn 600k thôi mấy chị Hà Nguyễn. Chị Can em sale collagen bữa giờ, chị Hà ơi mua nhanh chị Hà ơi. Hôm nay là em sale sốc luôn á, collagen ạ. Không ngắt like, đừng hỏi có giá sale không, không sale. Em chỉ làm chương trình khi trên like thôi. Ngắt like không sale nha mấy chị nha. Chị nào lấy comment nhanh tay luôn. Một hộp collagen sale còn 600, ai lấy 2 hộp em tặng một là thành 3. Chị nào không lấy collagen thì em tặng cho một Cao Linh Chi duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Rồi, hết nha, 1 phút nha. Ai lấy comment nhanh tay nha, rồi qua sản phẩm khác. Chị Mạc Lan, collagen uống như nào vậy em? Chị Mạc Lan ơi, em tư vấn này. Collagen một hộp của nó sẽ có 30 gói ở bên trong. Đưa cái hộp hộp test cho khách coi đi chị Linh.
Đây, hộp này là nguyên siêu hết. Đắt xa lắm các chị ơi, đắt 2022 ạ. 2022 ạ. Đúng rồi, sinh nhật là chỉ có mong có sức khỏe thôi. Có sức khỏe mới dám livestream các chị mỗi ngày. Bên trong nó sẽ có 30 hộp các chị yêu của em ơi. 30 gói ạ. 30 gói collagen này. Các chị dễ uống lắm. Các chị tháo ra, các chị uống trực tiếp hoặc các chị pha với ít nước luôn. Một hộp này các chị sẽ uống được 1 tháng. 3 hộp các chị sẽ uống được 3 tháng. Nếu da ai xấu quá cần được trùng tu nhan sắc cho nó nhanh cấp thì các chị uống cho em một ngày 2 gói. Và đặc biệt collagen này bà bầu uống được luôn. Người bị u nang u sơ vùng kín uống được luôn, tế bào ung thư trong cơ thể uống được luôn. Không nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Trẻ em uống được luôn. Nhưng mà trẻ em còn bé quá, da đâu có cần phải sửa sang cao cấp gì đâu mà cần chi cho uống collagen. Bé nào trưởng thành, bé nào từ tuổi dậy thì mà mụn có mụn nha, cho uống collagen cho em. Tại vì trong đây có chất C, nó sẽ làm giảm thâm mụn trên vùng da của bé. Collagen nhà em là tinh thể peptide, tinh thể phân tử thủy tinh nhỏ, nên khi vào trong cơ thể nó tự sinh tác sẵn. Nó tự sinh tác sẵn chứ nó không hề phân vô trong cơ thể mới phân tách. Nên đây là dòng cực kỳ tốt. Đây gọi là collagen peptide, gọi là tinh thể phân tử nhỏ nha. Nên các chị uống cho em, trải nghiệm ngay lần đầu tiên cho em một hộp này hôm nay em tặng các chị. 600k. 5 phút thôi ạ. À. Ai lấy comment giúp em. Em 5 phút em qua rồi, còn 1 phút, 2 phút thôi à. Nãy giờ em live em tư vấn là quá giờ đó. Chị nào mới vô thì các chị có thể coi và chốt trong vòng 5 phút thôi, nhắc like không bán nữa nha. 55 hộp em đẩy hết luôn. Chị nào lấy comment nhanh tay giúp em. Hết 55 hộp, qua tháng sau em không trợ giá cho cái collagen này nữa đâu. Hiện tại em nói thiệt luôn, giá tăng gấp 2 rồi. Nên là em về đây cước phí về đây nữa, sale không còn giá 600.000 đồng một hộp nữa đâu. Nên chị nào lấy tranh thủ giúp em. Em khẳng định mấy chị luôn, chơi tới bến luôn, uống không hết ra, không mờ nám trả lại tiền. Và trong đây nó có vitamin C nữa. Khi mà các chị uống như này, da các chị sẽ mờ chân nám ở dưới da, rất là cải thiện luôn cho em nhá. Ok chưa? Chị Telly mua 3 hộp có giảm thêm không Minh Anh? Chị Telly ơi, em không có chương trình cho 3 hộp, em chỉ mua 2 tặng 1 là thành 3 thôi. Em chỉ có chương trình mua 2 tặng 1 hộp là thành 3 hộp thôi, chứ em không bán 3 hộp đâu ạ. Hôm nay em làm chương trình 2 tặng 1 Telly ơi, em sale rẻ lắm rồi, 600k một hộp thôi. Nên chị nào lấy comment nhanh tay, tại vì collagen các chị cứ tính đi, nếu em tặng các chị coi đi ạ. Em nói thiệt nha, em collagen mà em bán 2 tặng 1 thành 3 em không có lời nhiều luôn á, có sao em nói vậy luôn á. Người ta bán hàng độc quyền người ta còn lời, nhưng mà cái này là dòng body set. Dòng này là có bên thị trường Hàn Quốc, các chị cứ lên trang web coi, 1.500.000 đồng một hộp là bên thị trường Hàn. Chưa tính cước phí về đây, em bán cho khách giá bình thường là 1.200.000. Chị nào canh sale thì lâu lâu có sale, có lúc 900 một hộp, có lúc 700, có lúc 600, tùy like. Nên là chị nào mà chưa mua là tranh thủ giúp em, tùy lúc em like chứ không phải là nhắn tin em kêu nhân viên sale là nhân viên bạn không sale đâu. Em chỉ áp dụng khi trên like thôi. Em làm là làm trên hệ thống hết. Nên chị nào chưa có là phải nhanh tay giúp em. Collagen hôm nay em sale các chị là 600.000 đồng một hộp. Chị nào lấy 2, em tặng cho một hộp collagen nữa là thành 3. Ok chưa? Chơi tới bến đi ạ. Chị Ruby Huyền ạ, chị khách mới em ơi, lấy chị 2 collagen tặng 1 xài thử. Ok luôn. Ai lấy comment nhanh tay. Chị Tali 2 collagen tặng 1, chị ghé sắp lấy. Ok chị Tali, hôm nay có ai làm tới tối không? Này bé Huyền làm đúng không? Ok. Hả? Nay chị làm hả? Ok, hôm nay có nhân viên làm tới 10 giờ tối luôn. Nên chị nào thích cứ ghé shop, nay có bạn tiếp hết, tiếp tế hết. Rồi bây giờ em sẽ làm qua một cái chương trình này. Đó là một cái chương trình sốc ơi là sốc, chưa bao giờ em có. Hôm nay em sẽ làm chương trình này đố với chị biết luôn. Đây chính là giấm. Em sẽ làm chương trình với giấm. Em sẽ làm chương trình với giấm. Hôm nay chơi sốc giấm đi ạ. Lên giấm đi, cam cà rốt thì lên hết, tơi bờ đi. Hôm nay tặng giấm đi nhỉ. Chị ông nào lấy comment giúp em ạ. Ok chị Hà Nguyễn ạ. Ok 2 collagen tặng 1. Ok chất đơn ạ. Chị Trang Trình, collagen uống tốt lắm em ơi. Chị mới uống 20 ngày, da chị bóng mịn và tóc bớt rụng nhiều lắm em. Em nói điều em mất lòng. Chị Trang Trình đây này. Chị mua trước khi chị biết em là chị mua ở bên Mỹ hay là mua ở đâu người quen, chị mua 3 hộp collagen, chị uống mới có phân nửa hộp và chỉ còn 2 hộp rưỡi. Cái chị thấy em livestream khách mua cái này nhiều quá, chị mới đổi qua, đang xài Mỹ đổi qua của Hàn Quốc. Chị xài thử. Đến lúc mà chị xài thử, còn chị nói bây giờ chị ngưng mấy hộp của chị qua uống của em được không? Bây giờ uống được 20 mấy ngày rồi, da bóng mịn đẹp. Mà thật sự nha, collagen này uống mờ nám. Chưa ai dùng là dùng thử đi. Collagen này là uống mờ nám luôn đó mấy chị.
nha các chị yêu của em nhá. Nên là hôm nay em chơi chung dân sóc, hôm nay sinh nhật em là em chơi lớn, chị nào yêu cầu gì cầu mà nhanh tay, hôm nay lên hết luôn. Vòng đi Minh An ơi, chị chuẩn bị đi đón con rồi, hì hì chị Kim Mai. Đợi bé ăn bao nhiêu phút hả? Đợi bé ăn 5 phút nữa bé ăn sẽ lên vòng luôn. Bây giờ cho bé ăn sell cái chương trình này một cái. Hôm nay em làm chương trình một cái. Chị Linh ơi, lên cho em men vị giấm đi. Hôm nay em làm chương trình với giấm chưa bao giờ có này. Ok chưa? Ai đang coi live chia sẻ giúp em ạ. Chị Thảo Nguyễn, chị vô, chị mới vô chứ chị mua collagen được không em? Ok, cảm ơn đi chị Thảo ơi, nhanh tay. 5 phút hết, 5 phút không bán collagen được nha. Rồi bây giờ sẽ lên một cái chương trình sốc như này. Em sẽ làm một cái chương trình sốc như này chưa bao giờ có tại livestream của em luôn và siêu lỗ vốn luôn cho mấy chị yêu của em. Hôm nay em tặng. Hôm nay em tặng nhá. Ok chưa? Ai đang coi live chấm bài giúp Kinh Ly, hôm nay em làm chương trình sóc một chai giấm ngày hôm nay. Em sell cho các chị với giá cực kỳ gọi là chưa bao giờ có, đúng duy nhất livestream ngày hôm nay. Giấm Chê Chu Hàn Quốc. Đây là giấm có 3 mùi vị, thứ nhất cam cà rốt, thứ hai là có củ dền cam, thứ ba là vị cam. Giấm này là giấm Chê Chu. Khi mà các chị uống vào trong cơ thể, các chị pha với ít nước hoặc pha với nước bảy ấp, sữa chua hoặc sữa tươi không đường, thì khi các chị uống vào nó sẽ làm tốt cái hệ tiêu hóa cho các chị yêu của em. Và cái thứ hai, giấm này sẽ làm đẹp da và trị đau bao tử cực kỳ hay luôn, và chỉ có ở mỗi Chê Chu thôi. Ai lấy giấm một chai như này em bán 1.250.000. Hôm nay chị yêu nào lấy em ăn sale các chị với giá sốc cực kỳ chưa bao giờ có tại livestream. 550.000 đồng cho em một chai giấm chơi tới bến. Yes, sốc giá lốc luôn nha mấy chị ơi, lần đầu tiên có luôn ạ. À. Lần đầu tiên em làm chương trình sốc tại livestream. Ai lấy hai chai giấm em tặng cho một hộp kem body Kinh Ly chơi tới bến. Trời hôm nay Minh An chơi lớn không mấy chị ơi, nhanh tay nhanh tay. À. Hôm nay em làm chương trình sốc chưa bao giờ có, hôm nay là sinh nhật của em nên là em chơi tới bến luôn. Nên ai chưa xài xài ngay giúp em tại livestream ngày hôm nay, em tặng các chị xài thử. Giấm đã sale rẻ rồi mà hôm nay còn tặng 550k cho một chai giấm Chê Chu Hàn Quốc. Ai lấy hai giấm tặng một kem body Kinh Ly trị giá bao nhiêu ạ? 900k một lọ kem. What? Kem này cho em của Hàn Quốc xài. Kem này là kem collagen nha, nâng tông trắng sáng da, và đặc biệt kem này có tính chất cho bé ăn là gì ạ? Nó chống nắng và các chị đi bơi thoải mái cho em luôn. Trời ơi xài giúp em. Kem body Kinh Ly em test cho các chị coi, nhẹ nhàng trên da thôi. Em dùng cái này một ngày 2 lần, sáng một lần, tối trước khi được ngủ một lần. Đó là lý do tại sao mấy chị ghé shop nói sao mà da em có được làn da trắng sáng như này ạ. Da người Việt của mình nó hơi vàng vàng, nhưng mà khi em dùng cái lọ này này, nó không có bị và trắng ảo nha. Nó không có lộ vân kem mà cái vùng da nó sẽ gọi là nó sáng, nó nâng tông cho da, dùng rất là ok. Cây nhà lá vườn bán cái gì xài cái đó. Ai chưa xài hôm nay tặng xài thử, chơi tới bến đi ạ. Chơi lớn luôn nha mấy chị nha, hôm nay giấm chỉ còn 550k. 550k cho em một lọ một chai giấm. Hôm nay ai lấy hai giấm tặng cho một kem body Kinh Ly. Một lọ kem này dùng cho em 4 tháng luôn. Trời ơi chơi tới bến đi mấy chị ơi. Xài không nâng tông trắng da em ăn trả lại tiền. Hello em chào Thủy Thủy yêu ạ. Đây các chị ơi, cái này em thoa hay chơi vùng cổ luôn nha. Tại vì nhiều khi em dưỡng da mặt á, nhưng mà em hay dưỡng cái vùng cổ là em dưỡng bằng kem body nhà em luôn. Nên các chị thấy đi ga shop thấy có nhiều người ấy, người ta dưỡng da chăm cái da mà quên cái cổ, nên là nó lạc tông. Nên các chị phải thoa kem body ngay vùng cổ luôn để nó dưỡng trắng cái vùng da. Và đặc biệt thơm, nó có mùi thơm rất là dễ chịu, rất là thơm luôn. Nên chị nào lấy comment tại livestream giúp em, hôm nay em tặng một bữa. Chơi tới bến đi ạ. À. Chơi lớn chơi sốc luôn nha mấy chị nha, nhanh tay nhanh tay ạ. À. Ai lấy comment nhanh tay. Ok chưa ạ? Ai lấy comment nhanh tay các chị ơi, hôm nay em tặng các chị một livestream nhá. Ai lấy comment giúp em. Kem body Kinh Ly hộp này đang bán 900k, sale rẻ nhất là 500.000 đồng một hộp. Hôm nay làm chương trình tặng. Ai mua một giấm tặng một kem body. Ấy lộn, ai mua hai giấm em tặng một kem body, chơi tới bến đi ạ. Yes, stop chơi lóc luôn nha mấy chị nha, chỉ có 550k thôi một giấm. Đúng livestream ngày hôm nay nha. Kem body Kinh Ly luôn ạ. À. Cái này của Hàn Quốc ạ. À. Cái này của Hàn Quốc nha, 100% là cái này xuất xứ tại Hàn Quốc. Và cái này là 100% có giấy tờ bộ cục dược này nọ đầy đủ hết luôn các chị ơi, thông quan đầy đủ. Ai lấy comment giúp em. Kem body này vừa có collagen ở bên trong, nên các chị dùng vừa có độ mềm mại đàn hồi trên da, nâng tông trắng sáng da. Và đặc biệt nữa cái kem này nó sẽ làm mềm mại da. Ai da khô dùng cho em kem này, tại vì nó có dưỡng chất cung cấp độ ẩm cho da. 100% từ Hàn Quốc ạ. Ai lấy comment giúp em. Chị Ánh Hoa 2 giấm ạ, Kiều Linh 1 giấm ạ. Chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy nói
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy nói giấm uống với sữa không đường pha vô đặc, ủa uống rất là ngon. Cái giấm này nè, ai mà chị đau bao tử á, các chị pha với nước lọc, các chị cho một ít mật ong vô cũng được, các chị cho một ít mật ong vô nha, mật ong rừng em bán á, các chị cho một ít vào, uống vào buổi sáng, ok, nó sẽ gọi là hỗ trợ, nó gọi là hỗ trợ cái men tiêu hóa bên trong, nó sẽ trị cái đau bao tử, nó sẽ giết giết rất những cái phương virus ở bên trong cái bao tử của chị luôn. Giấm này uống cực kỳ tốt, này là một chai to, một siêu to, chai này các chị phải uống vài tháng cho em ạ, tầm cho em là phải 2 tháng hơn, tại vì mỗi lần mình chỉ cần bỏ ra một ít thôi, các chị cho 2-3 muỗng thôi, các chị bỏ vào. Mà đặc biệt nha em này, đó lý do tại sao da đẹp là em hay pha, em ăn với sữa chua, em ít khi pha với sữa tươi lắm, em ăn với sữa chua mà em ăn với lại sữa chua Vinamilk á, em bỏ một một ít muỗng giấm vô trong bên đó, rồi các chị múc, các chị khuấy nhẹ lên ăn, nó có vị ngọt ngọt chua chua thanh thanh rất là ngon luôn, mà sữa chua có đường nha. Ai muốn giảm cân thì ăn sữa chua không đường, ai lấy comment tại livestream chơi tới bến đi ạ. Rồi bây giờ sẽ sale tiếp này, hôm nay sale tiếp này, ai lấy giấm comment giấm nha, lên nhanh của Men Vi Sinh luôn, hôm nay làm chương trình với Men Vi Sinh đi ạ, hôm nay chơi cháy. Hôm nay chơi cháy tại livestream một bữa, chị nào đang coi live chấm bài chia sẻ giúp em. Hôm nay chị nào coi livestream chấm bài chia sẻ lên. Đưa kem body. Đưa kem body đây, hôm nay em chơi tới luôn này. Chị Minh Tâm, Hai Minh Anh sinh nhật vui vẻ. Hello anh chị, chào chị Minh Tâm. Trời ơi lâu lắm rồi mới thấy chị Minh Tâm coi live. Em chúc chị Minh Tâm ạ. Chúc chị là có một mùa, chúc cho chị là bữa giờ lâu lắm rồi nhưng mà nhà mai đi được không? Mai giúp em nha. Tại vì nay chưa có tiền. Nói giúp anh đi. Lâu lắm rồi mới gặp. Hôm bữa 20 tháng 10 tính chúc mấy chị một cái ngày phụ nữ vui vẻ. Mà nay là lâu lâu mới thấy chị Tâm lên, lâu chúc chị Tâm là luôn càng ngày càng đẹp đi ạ. Lâu lắm rồi mới thấy chị Tâm coi like. Ngày mai giúp em nha. Ngày mai giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp ạ. Ai đang coi like chấm bài và chia sẻ giúp em. Rồi bây giờ em anh sẽ sale tiếp cho tất cả các chị yêu của em này, Men Vi Sinh này. Hôm nay làm chương trình dốc với lại Men Vi Sinh luôn. Mai đi. Hôm nay làm chương trình dốc với Men Vi Sinh. Lên nhanh cho em kem ngày đêm. Hôm nay tặng kem ngày đêm chơi tối bến luôn đi ạ. Ai đang coi like chia sẻ like chấm bài. Dạ đúng rồi, hôm nay sinh nhật của em với chị Thu Thủy ơi. Hôm nay sinh nhật của em với chị Thu Thủy ơi. Hôm nay em sale shop cho mấy chị yêu của em luôn. Ai đang coi like chấm bài và chia sẻ giúp em. Hôm nay chơi lóc, chơi sóc nhá. Hôm nay chơi lóc, chơi sóc nhá. Một hộp Men Vi Sinh như này 1.500.000. Men Vi Sinh uống vào trong cơ thể, nó sẽ làm triệt tiêu những cái con virus HP. Thứ nhất, ai bị đau dạ dày, ai hay ăn uống này, hay ở chua, ở nóng không tiêu, hoặc là các chị bị táo bón hoặc là đi phân lỏng, các chị lấy ngay cho em cái này cho bé ăn. Hôm nay bé ăn chơi shop các chị luôn. Men Vi Sinh của từ Hàn Quốc, 100% dòng body set, và dòng này có GMP đầy đủ hết tất cả sản phẩm. Từng trong, từng trên, từng hộp cô, từng hộp Men Vi Sinh đều bên trong nha, từng miếng luôn, từng bao luôn. Đưa cái hộp test nào. Nó sẽ có từng GMP ở trong đó. Hôm nay làm chương trình sóc, chị nào lấy comment tại livestream giúp em. Ai đang sử dụng rồi comment tại livestream giúp em. Men Vi Sinh hôm nay em sale các chị là bao nhiêu ạ? Chơi tới bến đi. 1.500.000 đồng một hộp. Ai lấy một hộp Men Vi Sinh em sale các chị là còn 600.000. Trời ơi giá quá sốc luôn nha mấy chị. Ai lấy hai Men Vi Sinh em tặng một kem ngày và đêm kinh ly duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Trời ơi, em đang chơi lớn luôn quý chị à. Mang Vi Sinh hôm nay chỉ còn 600k, mua 2 tặng 1 kem nám ngày và đêm nữa à. Mua 2 tặng 1 kem ngày nám ngày và đêm luôn. Em chốt trực tiếp tại livestream ngày hôm nay. À hôm nay quên. Hôm nay em chơi sốc luôn này, chưa bao giờ có giá giảm này. Hôm nay em tặng ưu đãi nha. Ai đang có like chia sẻ like mạnh tay, và đặc biệt chị nào chia sẻ like mới có chương trình thôi, không chia sẻ like không tặng luôn. Hai Men Vi Sinh em tặng cho một hộp Men Vi Sinh nữa là thành 3, và tặng một bộ kem nám luôn duy nhất ngày hôm nay sinh nhật em. Hôm nay em bùng cháy em mấy chị, và chỉ duy nhất đúng một sản phẩm Men Vi Sinh thôi. Và chị nào lấy comment nhanh tay và nhớ giúp em, nhớ giúp bé ăn nhá. Em ăn chỉ làm cho 10 người đẹp duy nhất tại livestream ngày hôm nay, và phải chia sẻ thì em mới làm chương trình này luôn, chơi tới bến.
quá sốc luôn nha mấy chị nha. Lần đầu tiên em bán lỗ vốn cái sản phẩm này vì em muốn đem cái sản phẩm này đến để các chị xài thử, trải nghiệm thử. Và những ai chưa mua kem ngày và đêm Kinh Ly, hôm nay em tặng cho xài chơi luôn, chơi tới bến đi ạ. Quá sốc luôn nha mấy chị nha. Men vi sinh hôm nay chỉ còn 600k. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy có 2 tặng 1 tặng thêm cho em nữa. Tối mới vui khỏe hạnh phúc thành công nhé Minh Anh. Cảm ơn chị yêu Thu Thủy yêu rất là nhiều ạ. Một hộp men vi sinh hôm nay sale còn bao nhiêu ạ? 600k. Ai lấy 2 men vi sinh em tặng một là thành 3. Tặng một hộp kem body. Ấy lộ quên, kem này là kem ngày và đêm Kinh Ly của Hàn Quốc. Kem này em đang bán 1.200.000 đồng một hộp. Em tặng 10 người đẹp đầu tiên chơi tới bến giúp em, chơi tới bến. Em tặng đúng một sản phẩm men vi sinh thôi ạ. Em không hỗ trợ bất cả các gì sản phẩm khác. Nên ai lấy comment tại livestream giúp em nha các chị yêu của em nha. Hôm nay quà lớn quà khủng luôn nha mấy chị nha. Nhanh tay có hàng. 1.200.000 mà các chị mua được gì ạ? Các chị mua được men vi sinh với giá giảm và các chị được tặng một bộ kem ngày và đêm duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Em làm chương trình khủng chưa bao giờ có. Bình thường trời ơi sale một hộp này là đã thấy lúa rồi. Mà tặng thêm một hộp, mua 2 tặng 1 là thành 3. Và bây giờ chơi luôn tặng một bộ kem ngày và đêm. Kem này là đặc trị nám của Kinh Ly. Kem này từ Hàn Quốc đem về đây. Em nói thì các chị ơi chân tình luôn. Xài không đã, không đỡ nám, em trả lại tiền. Em bao cho các chị dùng. Trời ơi chơi đi mấy chị ơi. Sai thử giúp em, tốt lắm. Chị Thanh Thương 2 mang vi sinh, Hồng Hoa 2 mang vi sinh ạ. À. Trời ơi hôm nay là em bán với giá giảm sốc luôn đấy. Lần đầu tiên em có trong đời luôn đấy mấy chị. Nên chị nào chưa có đặt ngay cho em, hôm nay em tặng mấy chị luôn. Chơi tới bến mấy chị luôn, ok chưa? Trời ơi giá sốc. Giá sốc giá lốc nha mấy chị nha. Mang vi sinh chỉ còn 600k. Đây. Mua 2 tặng 1 tặng thêm một bộ kem. Đây là à. Kem ngày và đêm. Kem này nó là mờ thâm nám tàn nhang, đặc trị nám tàn nhang. Ai đang dùng kem nám, ai đang dùng kem ngày đêm nhà em cho em xin cảm nhận luôn. Kem này người nào không nám không tàn nhang dùng vẫn được nha. Da không đều màu, da không được trắng sáng dùng cho em. Da nào có vết mụn thâm dùng cho em luôn. Cái dòng này nó sẽ làm mờ cái vết mụn thâm cho các chị yêu của em. Nó hỗ trợ giảm mụn nữa. Tại vì nó có tính chất từ bên trong là cái củ sâm ấy và cái củ nghệ. Nên khi các chị dùng cái kem ngày và đêm này, các chị sẽ cảm thấy nó sẽ trải nghiệm hẳn bên trong cơ thể các chị luôn. Hôm nay chơi tới bến, ai lấy comment giúp em ạ. Xinh nha mấy chị nha, quá sốc luôn ạ. Nhanh tay nha mấy chị ạ. Ngắt like là hết áp dụng ạ. Ngắt like hết áp dụng nha. Chị Âu Huyền Nguyễn em ơi, làm chương trình cho những người mua một hộp đi. Chị rất muốn xài nhưng mà lại chưa có điều kiện. Thôi, chị nào còn mất nhanh tay, hôm nay em hỗ trợ này. 5 phút nha. 5 phút ưu ái nha. Chị nào chưa xài, hôm nay em tặng cho xài thử này. Chị nào lấy comment tại livestream, hôm nay ai lấy một men vi sinh tặng một kem ngày đêm, chơi tới bến đi. Chơi lớn luôn nha mấy chị nha, một men vi sinh 600k tặng một kem. 5 phút thôi nha mấy chị yêu của em ơi. Một men vi sinh tặng một kem ngày đêm. Ai lấy 2 men vi sinh em tặng một là thành 3, tặng một ngày đêm luôn, chơi tới bến. Quá trời luôn. 5 phút thôi ạ, dành cho những người muốn mua một hộp mà chưa có đủ tiền để mua, tặng để trải nghiệm thử luôn. Hôm nay là em chơi trái. Đợi em xíu, quên nhớ rồi, lên vòng tới nơi này. Đợi em chút. Mấy hạn 2 men vi sinh ạ. Như Kha 2 men vi sinh. 2 men vi sinh tặng một là thành 3, tặng một kem ngày đêm, chơi tới bến chị Mỹ Hạnh luôn ạ. Ai lấy comment tại livestream giúp em. Men vi sinh này bên trong của nó có 30 gói. Em đang đẩy hàng rất là mạnh luôn. Tại vì cái men vi sinh này em chuẩn bị về hàng tiếp. Nên em sẽ sale với giá kịch liệt. Và em sẽ giảm sốc một số sản phẩm là bán lỗ vốn luôn. Nên chị nào chưa xài phải trải nghiệm ngay giúp em. Hôm nay em chơi tới bến mấy chị gái của em luôn. Chưa xài, xài thử giúp em. Đưa cho em cái hộp đang uống rồi. Cái hộp đang uống đây này. Em bao giá toàn thị trường, chưa bao giờ em bán với giá này. Hôm nay em tặng các chị xài thử. Ai lấy một men vi sinh tặng một kem ngày đêm duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Men vi sinh 600k nha mấy chị nha, mua một men vi sinh tặng một kem. Ôi còn ai coi like không ạ? Chấm bài chia sẻ giúp em đi Tu Tu. Bé Anh sẽ lên ngay, bé Anh sẽ lên ngay, các chị yên tâm. Đợi xíu bé Anh sẽ lên ngay cái vòng phong thủy, hôm nay sẽ làm chương trình mà mấy chị đợi em. Đây, tất cả đều có chi em bi hết nha các chị yêu của em nhé. Tất cả đều có GMB trên mọi vỏ hết ở đây nhá. Hôm nay mình đang bán giá sốc quá luôn đấy. Đây các chị ơi, GMB đây ạ. Đây.
Tất cả sản phẩm nhà Kinh Ly đều có GMP hết. Các chị mua về các chị sử dụng, GMP là nó sẽ nằm đính hết ở trên từng vỏ bao luôn, chứ không phải là cái hộp không đâu. Về sản phẩm á, phải có GMP, là cục dược phẩm người ta cho phép thì mình mới đưa cái sản phẩm đó đi vào trong cơ thể, nó dùng mới tốt, hiệu quả. Còn chứ không phải là ai muốn có GMP là có đâu. Về tới đây mà nó kiểm tra là nó phạt chết cái chị ơi. Nên tất cả đều là nhập khẩu nhá. Dòng này không phải là của em. Cái này là Body Set, đây là thương hiệu của Hàn Quốc, nó bán từ năm 2003 bên thị trường Hàn Quốc rồi. Cái này không phải của Kinh Ly ạ. Kinh Ly là sản phẩm kem ngày đêm và kem body nha các chị yêu của em nha. Nên chị nào mà chưa xài là xài ngay giúp em cái này, xài thử đi ạ, tốt lắm. Ai lấy comment nhá. Hôm nay ai lấy comment nhá. Hôm nay trải nghiệm bán tặng nhá. Một mem vi sinh tặng một kem ngày đêm duy nhất 5 phút thôi ạ. Chị Uyên Tố, hai mem vi sinh tặng một thằng ba tặng một kem ngày và đêm. Chơi tới Uyên Tố luôn. Chơi tới bến chị Uyên Tố luôn. Trời ơi em nói thử xài đi ạ. Kem này nhá, em chỉ cái chị xài. Dòng này đây là lần đầu tiên trong đời em tặng luôn. Nên là các chị nào mà mình đang chưa xài hoặc là mình đang có xài, tranh thủ đặt, hôm nay em tặng lớn. Cái bộ ngày và đêm này các chị xài, các chị thoa mặn tay một xíu vào cái vùng da có nám tàn nhang hoặc da không đều màu. Sáng dùng kem ngày, tối dùng kem đêm cho em. Em bảo đảm chỉ sau cho em 10 đến 15 ngày cái vết nám các chị mờ hẳn luôn. Nếu không đỡ nám em trả lại tiền. Nhưng hôm nay là quà em tặng nên là em, các chị mà nếu những món quà này không xứng đáng em trả lại tiền các chị luôn. Vì em nói em tặng ở đây thứ nhất để cho những người người ta chưa có điều kiện, người ta mua mà xài thử đỡ nám dành cho chị em mình. Và cái thứ hai, em lấy cái ngày sinh nhật của em để em tri ân, em tặng cho những người nào chưa bao giờ xài, xài thử trải nghiệm, ok bỏ tiền ra mua, ok chưa. Hello em chào chị Lan Trương ạ. Chị Nhung Thùy, một mem vi sinh tặng một bộ kem chơi tới luôn ạ. Chị Nguyễn Thúy, một mem vi sinh tặng một bộ kem chơi tới luôn đi ạ. Hôm nay mem vi sinh đã sale rẻ mà còn tặng quà. Một mem vi sinh sale còn bao nhiêu ạ? 600k. Ai lấy một kem mem vi sinh tặng một ngày đêm Kinh Ly, kem ngày đêm đang bán với giá 1,2 triệu. Ai lấy hai mem vi sinh em tặng một là thằng ba và tặng một ngày đêm. Và nhớ giúp em đúng duy nhất tại livestream ngày hôm nay và chỉ có 5 phút thôi. Nên quá 5 phút em không bán, em hỗ trợ chị nào đang coi like, comment nhanh tay giúp em chơi tối bến đi nha. Ai lấy comment giúp em, ok chưa? Đợi chút em sẽ lên vòng tối bến nữa nè. Giấm bao nhiêu ạ? Chị mới vào. Giấm em đang sale là còn 550k một hộp một chai giấm ạ. Giấm trong livestream này em bán tặng các chị 550 một chai giấm. Giấm có 3 vị cam, cà rốt, dền cam và vị cam. Sale còn 550.000 đồng một chai giấm Jeju. 1,250 triệu sale còn 550k. Ai lấy hai giấm tặng một kem body nhá. Em nói trước tại vì em làm đúng 5 phút thôi. Ai lấy cờ mân giúp em tại livestream em tặng các chị để các chị xài thử chứ không gì hết á. Tặng các chị để các chị xài thử chứ không gì hết. Còn chị nào mà chưa xài hoặc là xài rồi để dành tiền mua thêm, lấy quà tặng thêm. Hôm nay là đúng livestream ngày hôm nay là chơi sốc luôn. Ok chưa? Chị Mỹ Hoa, hai mem vi sinh tặng một và tặng một ngày đêm chơi lớn luôn, đúng rồi. Mấy phút rồi chị Lân ơi? 4 phút rồi, nhanh tay các chế ơi, 1 phút nữa là hết hàng nha. Chị Liên Pha, một mem vi sinh tặng một ngày đêm, ok chất Liên Pha, nó đúng là chi ngày hôm nay. Hôm nay là em tặng tới bến đi ạ. Hôm nay rẻ quá mà ưu đãi lớn quá, chị Thu Thủy nói luôn. Hôm nay sinh nhật bé ăn, chị Thu Thủy ơi, nên là cho bé ăn là 1 phút 30 giây bé ăn tặng quà lớn. Nên chị nào mà chưa mua là trải nghiệm ngay. Còn chị nào đã mua rồi là mua để dần xài. Mem vi sinh nhà em là một hộp này các chị uống được cho em 1 tháng 30 gói ở bên trong. Riêng collagen các chị có thể một ngày 2 gói, nhưng mà collagen và mem vi sinh thì một ngày 1 gói, đúng theo bảo vệ sức khỏe và cục dược phẩm của y tế. Vì mem vi sinh nó làm từ probiotic nên nếu khi các chị uống nhiều quá không đủ, các chị uống quá nhiều thì nó cũng sẽ gây táo bón nha. Nên nói trước nó là gọi là men vi sinh sống, men sống giống như trong da cuôn mình uống vậy đó, thì cái này cũng vậy, nó là gọi là men vi sinh thủy phân. Nên khi mà người nào uống một liều lượng một ngày chỉ đúng 1 gói cho em và uống sau khi ăn thôi. Nên nhớ giúp em nha. Xài một hộp đỡ nám không em, chị Liên Phan. Em tặng, đã nói quà tặng là nó phải có giá trị và nó xài phải đỉnh chị Liên Phan ơi. Chị dùng một hộp thử cho em. Đỡ nám hôm sau đặt hàng nhà em. Một hộp này em bán là 1,200k này chị Liên Phan ơi. 1,200,000 đồng đây ạ. Các chị coi like là biết. Chị Liên Phan hỏi chị Thu Thủy là biết liền. Em sale rẻ nhất một hộp kem ngày và đêm này là em sale rẻ nhất trên Lan là 600k.
mà hôm nay em bán Mavison 600, em tặng một ngày và đêm là các chị đấy em khùng rồi đó. Quá nhưng mà em chỉ có 5 phút thôi. Ok chưa? Em chỉ có đúng 5 phút thôi. Không qua 5 phút không bán. Ok chưa? À, ok chị yêu ạ. À. Liên Thần 20 Vision tặng một Liên Thần tặng một kem ngày đêm luôn. Chị Lê Thị Mỹ Hoa 20 Vision tặng một cho chị Mỹ Hoa là Thần 3 và tặng một kem ngày đêm. Mua một. Vậy suy ra các chị mua một mà các chị mua hai các chị tặng được Thần 4 luôn á. Chơi tới bến nhá. Men Vision hôm nay là còn 600k. Mua một men tặng một ngày đêm chơi tới bến. Ngày và đêm coi like là biết. Một hộp này sale rẻ nhất trên like 600k. Không sale là 1.2 triệu. Bữa giờ em không có chương trình với ngày đêm là các chị vẫn phải mua với giá 1.200k. Mà hôm nay em tặng để các chị xài thử đi. Xài thử, về xài liền nhá. Về xài liền cho em nhá. Để các chị cảm thấy nó thay đổi. Em nói thì các chị đỡ nám là đỡ nám bao nhiêu phần trăm thôi. Chứ con nằm tư vấn cho mấy chị nói là dùng một hộp mà hết nám bay nám cái veo một cái rồi, đừng có nghe. Tại vì sao? Nám nó nằm trong nội tiết, nó nằm dưới lớp hạ bì sâu ở dưới vùng da. Trước khi đó em có đi học một cái lớp về da, về thành phần hóa học luôn á. Thì em có biết nám là nó nằm ở dưới lớp sắc tố melanin, nó sẽ có tạo hai thành phần. Nên là ai mà dùng một hộp kem ngày đêm mà nó hết nám liền á, trời ơi, cái chị nhả cái hộp kem ngày đêm nó qua tháng sau nhá, da cái chị tan bẩn luôn. Tại vì sao? Nó chứa nhiều nicotine, nó sẽ làm trắng da, bào mỏng da, nên sẽ gây hay hại da. Nên chị nào mà đã dùng kem rồi thì nhớ giúp em. Một hộp nó sẽ giảm cho các chị tầm 50-60% luôn. Nếu da nào dễ hợp, kiểu nó phù hợp với da và nó ăn vào da. Nhưng riêng này em chỉ cho cái này là không phải là kem dưỡng thông thường nữa, mà là đặc trị nám luôn. Đây là 100% từ thảo dược nha. Nên khi các chị xài, các chị thoa mặn cái kem vào trong da, nó sẽ thẩm thấu vào trong cái vùng da đó luôn. Và hôm nay duy nhất tại livestream ngày hôm nay em chỉ tặng thôi. Mua một tặng một. Mua một Vision 600.000 tặng một kem ngày đêm trị giá 1.2 triệu. 5 phút hết. Ai lấy cờ mơn nhân tai quá 5 phút em không tặng nữa nha các chị yêu của em nha. Ai lấy cờ mơn giúp em chết rồi. Chỉ có like trên hôm nay thôi nha mấy chị nha. Ngắt like là em hết áp dụng ạ. Rồi lên vòng tới liền, lên vòng tới liền mấy chị ơi. Ai đang có like, ai muốn lên vòng cờ mơn chủ lên vòng cho em đi. Rồi em lên sale sập sàn, sale tới bến luôn. Mấy hôm nay em làm chương trình dữ quá, nên chị nào coi like tranh thủ. Tại vì em không tính làm chương trình nữa đâu. Nhưng mà hôm nay sinh nhật em cũng không biết là làm cái chương trình gì để em tặng quà cho mấy chị hết. Nên em sẽ lấy cái sản phẩm này. Vì tại sao em lấy Men Vi Sinh? Thứ nhất, nó tốt thật sự. Nó vừa đem lại hệ miễn dịch trong cơ thể, vừa tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ đường tiêu hóa. Và cái này em còn tại kho sót trong kho 200 mấy chục ngàn. 200 mấy chục ngàn nha các chị yêu của em nha. 200 mấy chục ngàn tiền lộn quên, 200 mấy chục ngàn nhầm, 200 mấy chục hộp Men Vi Sinh. Nên là hôm nay em tặng chơi tới bến các chị luôn. Chơi tới bến các chị tại livestream ngày hôm nay một lần ạ. Chị Hạt Nhàn, chị mua một Men Vi Sinh tặng một Men Vi Sinh 600k được không Minh An? Chị Hạt Nhàn ơi, ôi chị ơi, em không làm chương trình mua một Men Vi Sinh tặng một Men Vi Sinh được đâu, thiệt ấy. Tại vì em cái này em chỉ hỗ trợ em làm tặng cho khách hàng thôi. Còn ai mà muốn mua một tặng một thì em không có hỗ trợ được. Nên chị nào lấy thì comment giúp em chỉ tặng mua Men Vi Sinh em tặng kem thôi. Để các chị xài thử thôi. Tại vì món quà em tặng cho các chị nó ngang ngửa giá rồi. Cái này em sale rẻ lắm rồi, nên là em không có sale rẻ hơn nữa đâu. Nên chị yêu nào lấy comment giúp em. Chị Nguyệt Trần nói, hai bé Minh Anh còn mặt nạ không em? Còn, em còn mặt nạ. Chị Nguyệt Trần hỏi mặt nạ nào, chị Nguyệt cứ comment đi để em lên mặt nạ cho. Mặt nạ dưỡng da hay là mặt nạ gì, nhiều loại mặt nạ lắm, chị Nguyệt cứ comment đi. Chị Trang Trịnh nói, Men Vi Sinh chị còn 3 hộp, như hôm nay giá giảm mạnh quá, mua thêm 2 hộp để dành luôn. Chị mua thêm 2 hộp để dành. Ok chị Trang, vậy là 2 Men Vi Sinh tặng một là thành 3, tặng một kem ngày đêm chị nám chị Trang xài thử luôn. Trời ơi hôm nay em tặng nhiều quá luôn. Là các chị biết sao không? Em là em tặng 5 phút thôi, không quá 5 phút không tặng đâu. Nên hôm nay em sẽ làm chương trình gọi là tặng kịch liệt nhất tại livestream ngày hôm nay. Các chị biết rồi, 600.000 đồng không phải là em lấy vô cái giá này em bán các chị đâu. Hôm nay em bán chị nào? Hôm nay em bán chị nào mua một men mà tặng một kem là em bán lỗ vốn. Em lấy tương tác và em tặng quà như ngày sinh nhật của em. Chứ em sale rẻ rồi, em không thể sale hơn được nữa. Cái hộp Men Vi Sinh này em vào tiền công lẫn cước 500 hơn, em khẳng định với mấy chị luôn. Có nhiều hôm em phải chịu lỗ một số sản phẩm để em sell, em xả, em lấy tương tác để em cho mấy chị xài thử, các chị xài được để các chị ủng hộ em. Chứ còn sản phẩm GMP cục dược này nọ,
100% nhập từ Hàn Quốc. Search lên web giúp em, hộp này 1,5 triệu bên thị trường Hàn Quốc. Thì làm sao em bán 600 mua 1 tặng 1, một hộp 300.000, em bán lỗ quá em không bán được. Nên chị nào xài trải nghiệm thử giúp em. Ok chị Trân, chị hai men vi sinh luôn nè. Ok chốt đơn ạ. Chị Quân Phạm lấy chị men vi sinh luôn, cho số điện thoại rồi. Ok Quân Phạm luôn, gửi qua tin nhắn rồi đúng không? Chết okay. Tin nhắn luôn chị Linh ơi. Chị Thu Thủy nói một men tặng một kem nám Hà Minh Anh. Đúng rồi chị Thu Thủy ơi. Hôm nay là em làm chương trình sốc, ai mua một men tặng một kem nám, ai lấy hai men em tặng cho một hộp nữa là thành ba và tặng một kem nám, và chỉ đúng 5 phút. Mấy giờ mấy phút rồi? Hơn 5 phút rồi hả? 2 phút nữa thôi nha, 2 phút nữa thôi nha. Ai lấy comment giúp em, em chốt trực tiếp tại livestream, 2 phút nữa thôi. Ngắt like, đừng comment vào đây, không áp dụng đâu, tại vì cái này em tặng rồi. Nên ai đang coi live chia sẻ giúp em một nút chia sẻ để em tặng quà mấy chị luôn. Xăm nước em còn một hộp nữa là hết. Chị nào lấy comment giúp em 500.000 đồng ạ. Ai lấy comment giúp em, men nguyên sinh này dùng tốt lắm. Thực sự xài là mê. Xài là mê. Chị Nguyễn Thu Thủy nói xài là mê, kem bên Minh Anh luôn, căng da hết nám mờ luôn. Chị Thu Thủy, em nói thiệt con, em không có đối điều đâu. Chị Thu Thủy dùng nhiều loại kem rồi đó. Chị Thu Thủy qua bên em, chị Thu Thủy xài kem nhà Kinh Ly, bây giờ chị mờ nám luôn. À, vui quá, lấy một men ạ. Chị Thu Thủy, thấy chưa mấy chị? Hỏi nhân sân nhân vật chính ở đây này. Chị dùng nhà em, chị biết nhà em coi like là bị em like đồ lặt vặt thôi, mà đến chị đặt niềm tin, chị xài thủ kem ngày đêm, mà đến bây giờ chị theo em tới giờ luôn á. Vui quá, lấy một men phải comment chữ vui quá là các chị hiểu. Chị Phương Thủy ơi, cho khách biết đi, cái hộp kem ngày đêm này em sale rẻ nhất là bao nhiêu ạ? 600.000 đồng. 600.000 đồng đó mấy chị. Hôm nay em tặng là em tặng lỗ, em tặng quà ấy. Nên chị nào lấy là cứ comment giúp em nha. Hôm nay em tặng lỗ đấy. Nên chị nào lấy comment giúp em. Chị Nguyễn Thu Thủy nói hôm nay mình đang vui, đúng rồi. Hôm nay sinh nhật nên làm chương trình lớn, không biết tặng gì hết á. Không biết tặng gì hết á, mà hôm nay phải làm chương trình lớn kiểu này là mấy chị hiểu rồi đó. Chị Vu Vu Hoàng, à chị Vu Hoàng Nguyễn, Vũ Hoàng Nguyễn Vu, à Vũ Hoàng Nguyễn à. Lấy hai men mới xin tặng một thành ba, tặng một kem ngày đêm. Ok Vũ Hoàng Nguyễn khách mới luôn. Chị Ăn Nhàn, vậy chị lấy một men mới xin tặng một kem nám. Trời ơi mấy chị ơi, mấy chị khác nhà em phải nói hôm nay là phải quá vui, tại vì không bao giờ mà em bữa giờ lâu lắm rồi. Em ít khi like cái kem này lắm, tại vì Hàn Quốc về đặt một lần là cũng phải đặt số lượng. Với Hàn về là em phải gửi bên thẩm mỹ viện, em có bán sỉ cái kem ngày đêm này nữa. Nên ít khi em sale lắm, mà hôm nay em sale là các chị biết rồi đấy, là các chị lời to. Các chị chỉ mua một hộp men vi sinh và các chị được tặng một hộp quà là kem ngày đêm. Xài cho em nhớ nhá, thoa mặn vào trên vùng da mờ nám mà da căng bóng luôn, tại vì trong kem này nó có collagen ở bên trong luôn, và nó có chiết xuất từ rễ cây nhân sâm và cho em từ tinh chất nghệ. Buổi tối nó có từ tinh chất hạnh nhân, nên da ai khô, da sừng sùi và mao mạch đỏ, da các chị có những vân đỏ, các chị dùng cho em. Xài thử, xài hết hôm sau ủng hộ em, ok chưa? Em tặng quà, xài thử cho em đi, xài quảng cáo giúp em, xài được hôm sau em các chị ủng hộ em thêm nha. Em chịu lỗ luôn cũng được, hôm sau các chị dùng được các chị giới thiệu giúp em, ok chưa? Ai lấy men comment men nha. Rồi hết một phút rồi, chơi tới bên bây giờ qua này. Chị Nguyễn Thu Thủy nói xài hai hộp kem nám thấy rõ luôn, ai cũng khen da má, da mặt nay sáng hết, thâm nám luôn. Trời ơi chị Thu Thủy, thấy chưa mấy chị? Em đâu có nói đâu, tại vì nhiều khi tương tác em kém lắm, có nhiều chị á, khách của em mua toàn là người ta đặt ở trong tin nhắn không à. Em nói thật sự luôn, nhiều người không coi like được, người ta phải mua cái hộp kem này trị giá 1.200.000 vì em đã ngắt like. Khách có năng nỉ cách mấy cũng không có chương trình giảm. Mà nên ai mà coi like mà hên thì các chị phải vào ngay cái livestream ngày hôm nay các chị đặt, tại vì hôm nay quá hời ạ. Hôm nay thật sự là quá hời luôn. Em làm chương trình sốc luôn, nên ai chưa xài phải xài ngay giúp em, ok chưa? Rồi ai lấy comment nhá, nhớ ghi chương trình nha, không thôi không biết người ta lại lộn. Rồi, bây giờ ai muốn sale gì comment bây giờ sẽ lên tiếp này. Sẽ lên tiếp cho các chị yêu của em. Em sẽ lên tiếp, ai muốn sale gì nữa comment đi. À chết rồi, khách kêu lên vòng phải không? Lên vòng đúng không? Rồi lên vòng đi. Chết rồi, gần đi đón con rồi. Còn ai có like không? Comment giúp em. Gần comment giúp em, lên vòng lên vàng luôn, lên vòng lên vàng chơi lớn luôn à. Ôi chị Trang ghé sắp chưa? Chị Trang chị á. Bữa giờ chưa ghé luôn nè. Hỏi chế khi nào ghé đi, mấy hôm nay em đi làm suốt. Các chị ơi, mấy chị thấy mấy hôm nay em không like là vậy á, em đi làm từ sáng đến tối ở công ty.
Tối em về em tính lên với mấy chị mà em không lên live nổi luôn. Đau hết hai bên vai, không ngồi livestream nổi luôn. Hôm nay sinh nhật em xin off công ty 2 hôm để em về đây em livestream cho mấy chị á. Chứ 2 ngày hôm trước là em đi làm từ sáng 7 giờ mấy sáng, em làm đi tới 5 giờ chiều, về đến đây là 6 giờ. Là em không có thể nào mở mắt nổi để em lên livestream với mấy chị luôn. Mà hôm nay em xin off đấy. Nay em xin off để em về đây em livestream cho mấy chị đó, chứ em nhớ mấy chị em chịu không được luôn. Nhân viên em like thì like được một hai đơn, mà có phải một hai đơn mà khách hàng vào comment tương tác kém, nhưng mà bán cũng khá. Bạn bán ngắt like người ta đặt lại cũng ok, nhưng mà nhiều khi là trên like không ai tương tác nên bạn cũng buồn. Nên là mấy chị nào mà coi like nhân viên em nhớ tương tác giùm em xíu cho bạn có động lực bạn livestream mỗi ngày nha mấy chế yêu của em nhá. Rồi, sale tiếp vòng he, lên vòng luôn. Rồi chơi tới bến nè, hôm nay chơi sóc đi. Ai đang coi like chấm bài chia sẻ nè. Hôm nay là nói là làm. Ok chưa? Collagen hôm nay xem bao nhiêu? Comment lại giúp em. 600k. Mua 2 tặng 1 5 phút hồi đầu like rồi, không làm chương trình nữa. Ai lấy một men vi sinh sale còn 600.000 đồng tặng một bộ kem ngày đám với giá là 1.200k. Ok chưa? Ai lấy comment giúp em. À quên, em hỏi chị Nguyệt Trần hỏi mặt nạ, lên mặt nạ ăn cái rồi lên vòng. Chết rồi, tới 5 giờ rồi, tới 5 giờ rồi. 30 phút sẽ đáng đẩy nhanh nhá. Hôm nay 30 phút là tặng nhanh nhá. Tối nay mà nếu mà tối nay sinh nhật mà về sớm là sẽ lên like. Không thì cho ngày mai. Trời ơi, ngày mai có mấy bộ đội bộ gọi là mới tìm ra được một bao, có vài cái set bộ đẹp lắm. Mai lên. Có nhiều đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Ai đang coi live chấm bài giúp bé anh. Rồi bây giờ lên mặt nạ nè. Dư mấy hộp mặt nạ đem xuống đây luôn đi. Chị lên. Hết sạch chưa? Mặt nạ hết sạch chưa? Đây. Mặt nạ em anh còn nhiêu đây là hết hàng luôn. Ai lấy comment giúp em nha. Hồi nãy em thấy chị Nguyệt hỏi mặt nạ nè. Comment giúp bé anh luôn, còn đúng 2 hộp. Hết sạch luôn. Chị Nguyệt nói chúc Minh Anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Em cảm ơn chị Nguyệt nhiều. Cảm ơn mấy chế yêu của em rất là nhiều luôn, thiệt sự luôn á. Mấy chị, cảm ơn mấy chị nha. Sáng giờ cũng có mấy chị nhắn tin cho bé anh. Hello, chào chị Yên Hoàng, cảm ơn chị đã chia sẻ like. Mặt nạ em còn 2 hộp là hết luôn. Hiện tại mặt nạ nho, từ quả nho và quả dâu của Hàn Quốc. Mà đặc biệt cái mặt nạ này lên men nhá, 100% là lên men nhá, nên đắp da lão hóa. Ai mà da nám, da sần sùi, da không được căng, dùng cho em cái mặt nạ nho và dâu này đục đỉnh lắm. Hộp này bên Hàn Quốc đang bán 680.000 đồng. Em vượt sale đợt đó 70%. Hôm nay em xả chị 100.000 đồng một hộp luôn, còn 2 hộp cuối cùng. Quá sốc luôn nha mấy chị nha, chỉ có 100.000 đồng thôi, bên em còn 100.000 đồng, em ăn còn 2 hộp duy nhất. Mặt nạ quả nho và quả dâu, ai lấy comment giúp em 200.000 đồng 2 hộp luôn, chơi tới bến. Mặt nạ Innisfree. Mặt nạ Innisfree. Đây các chị, mặt nạ Innisfree đang bán ở ngoài 27.000 đồng một miếng. Ai lấy nhà em xả lỗ các chị luôn, còn 10 miếng. 100.000 đồng 10 miếng luôn đi ạ. Quá rồi luôn nha mấy chị ạ. Đây, mặt nạ Innisfree. Đã cho em 2023 luôn nha các chị nha. Đây các chị lên mạng search Innisfree, mặt nạ này đang bán cho em là 27.000 đồng tại store. Chị nào lấy comment giúp em xả chị 100.000 đồng 10 miếng luôn, còn có 10 miếng nữa thôi là hết hàng luôn. Ai lấy comment giúp em, còn đúng như đó, chị Nguyệt lấy nào, chị Nguyệt cứ comment giúp em nha. Em còn một cái loại mặt nạ dưỡng trắng da nữa, cái mặt nạ của Nhật. Mặt nạ đó, mặt nạ đắt tiền, 650 một hộp. Hôm nay sale luôn. Sale lỗ vốn bao giá toàn thị trường luôn này. Mặt nạ này. Mặt nạ này là mặt nạ collagen. Mặt nạ đắp xong có phải rửa lại không em chị Yên Hoàn? Mặt nạ này đắp xong không cần rửa luôn chị Yên Hoàn ơi. Không cần rửa luôn, tại vì nó là serum dưỡng chất bên trong luôn. Mặt nạ này không cần rửa nha chế. Mặt nạ này á, khi mà đắp xong em vỗ cho tinh chất nó thẩm thấu vào trong da. Ai thích rửa thì rửa luôn, riêng em không rửa, em để cho tinh chất nó thẩm thấu vào trong da. Tại vì mặt nạ này không có cồn. Sẽ có những loại mặt nạ nó có cồn thì nó sẽ hại da. Nhưng riêng mặt nạ này không có cồn, 100% là cái độ men của nó là 100% từ cái quả trái cây nó lên men. Nên cái mặt nạ này khi mà em ăn đắp xong là em để cho nó thẩm thấu trong da, xong em vỗ cho cái serum của nó, cái dưỡng chất của nó thấm vào trong da, nên nó sẽ hiệu quả hơn là những người đắp xong đi rửa. Và đặt mạ này này em chỉ các chị đắp chỉ đúng 20 đến 25 phút thôi. Tại vì khi đắp thành phần dưỡng chất nó thấm vào da thì các chị không có đợi đắp lâu, tại vì khi đắp lâu á cái dưỡng chất nó sẽ hút ngược lại vô cái miếng mặt nạ. Đắp nó sẽ là cong cóc luôn, nó không có cái dưỡng chất nào vô da hết. Nên đó là lý do tại sao mà những người người ta đắp mặt nạ, người ta đắp 1 tiếng đồng hồ luôn mà da không đẹp là như vậy. Tại vì một một cái quy trình dưỡng da chỉ có 15 cho tới 20 phút thôi.
là đắp một miếng thôi, xong tháo ra. Ai muốn rửa mặt thì rửa, riêng em là em vỗ tinh chất cho nó thấm vô da luôn. Xong rồi các chị để cho nó thấm vô da, các chị dùng kem dưỡng bình thường hoặc là để vỗ tinh chất cho nó thấm vô da rồi rửa mặt lại một lần, dùng các bước Ampoule hoặc là Essence, hoặc các chị dùng serum rồi tới kem dưỡng bình thường rồi đi ngủ. Mặt nạ này nếu mà ai muốn dùng đẹp á, mỗi ngày dùng then kẽ cho em một miếng, hôm nay dâu hôm nay nho, nó sẽ dễ thẩm thấu vô da hơn. Tại vì mỗi ngày em dùng mặt nạ là em đều dùng rất là nhiều mặt nạ. Cái tủ lạnh của em á, đúng rồi chị Yên Hoàng, mặt nạ thuốc cũng vậy luôn. Cái tủ lạnh của em á là phải bây giờ mở ra là phải 50 mấy 60 mấy cái miếng mặt nạ rồi đó. Tại vì em để lộn xộn hết loại mặt nạ, hôm nay em đắp cái này, hôm nay em đắp cái kia, da các chị sẽ dễ thẩm thấu hơn. Em có một cái loại mặt nạ nữa, mặt nạ này của Nhật. Mặt nạ này là mặt nạ collagen, collagen á, mặt nạ collagen. Em bao check code cho các chị luôn, 650 một hộp, nếu bán hàng chính hãng. Đợt trước mà mặt nạ này nè, nó làm từ cho em gọi là mặt nạ ủ trắng collagen, tại vì nó giống như ủ trắng vậy đó. Nó sẽ có tinh chất ủ trắng ở bên trong, khi mà các chị đắp lên da nha, nó sẽ ủ trắng, nó nâng tông luôn. Nên chỉ cần các chị đắp một miếng này thôi là hôm sau da các chị đã nâng tông trắng sáng rồi. Cái này của Nhật Bản. Cái hộp này bên trong cho em là nó sẽ có 5 miếng mặt nạ. 5 miếng mặt nạ, đây là mặt nạ ủ trắng collagen. Cái này của Nhật nha. Bên trong nó sẽ có 5 miếng ở bên trong, đợi em xíu. Đây. Đợt trước em bán 550 một hộp. Mặt nạ này giá niêm yết là 650, đợt trước em xả 550 một hộp. Bên trong nó chỉ có đúng cho em là 5 miếng thôi. Mặt nạ này là mặt nạ ủ trắng và collagen. Đây, các chị nhìn giúp em. Hôm nay em còn 2 hộp, em sale luôn 400.000 đồng một hộp, ai lấy comment luôn. Chỉ có 400.000 đồng thôi nha mấy chị nha. Bên em chỉ còn đúng 3 hộp duy nhất thôi. Mua một miếng lẻ ở ngoài đang bán là 180.000 một miếng, ai lấy comment giúp em. Đắp ngay lần đầu tiên là da nâng tông luôn, tại vì nó là mặt nạ ủ trắng collagen. Thông thường các chị mua cái ủ trắng các chị dùng, nhưng mặt nạ này chứ chị khi mà các chị đắp lên đã nâng tông cho chị 40-50% da hiện tại luôn. Là nó ủ trắng trong quá trình các chị sử dụng, nó sẽ nâng tông da và nó sẽ nâng tông trắng sáng luôn, chứ không phải nâng tông lúc đó rồi thôi nha. Hôm nay em sale luôn 400.000 đồng một hộp, ai lấy comment luôn. Sale chốt tại livestream. Em anh còn có 2 hộp nữa thôi, 2 hộp phải không? 600k nha mấy chị nha, bây giờ bên em chỉ còn 400.000 sale luôn, ai lấy comment. Còn 2 hộp mặt nạ collagen, cái này của Nhật nha, collagen white đây nè, vừa ủ trắng vừa chứa collagen. Đây mấy chị, ai lấy comment giúp em 400.000 đồng nha, sale đổ luôn. Hôm nay còn có 2 hộp nữa thôi, bán tặng luôn, chị nào lấy comment giúp em. Mặt nạ này đắt lắm, thiệt sự luôn, nên em khó bán ở chỗ đó. Tại vì sao? Người ta có thể 400.000 đồng người ta mua một hộp kem người ta dưỡng da, nhưng mà cái mặt nạ này nè, nó là mặt nạ chuyên, gọi là công dụng của nó là chuyên sâu luôn. Khi mà các chị thoa lên da, khi các chị đắp trên da, nó trong cái quá trình các chị đắp là nó đã ủ trắng cái vùng da và nó nâng tông cái vùng da rồi, và nó làm mờ thâm nám luôn. Và trong đây nó có chiết xuất từ collagen nữa, các chị không cần phải thoa cái viên collagen luôn. Nhưng mà một hộp nó chỉ có đúng 5 miếng thôi, 400.000, ai lấy comment giúp em nha, xài rất là hiệu quả. Ai lấy comment giúp em, ghi giúp em là mặt nạ collagen, mặt nạ ủ trắng, 400.000 đồng một hộp nha mấy chị. Ai lấy comment giúp em. Mà một hộp, một miếng bên trong của nó tới 40ml dung tích ủ trắng lận, rất là hay. Cái dùng này dùng rất là ok. Ai lấy nào cứ comment giúp em. Nho với dâu là mỗi thứ còn một hộp nha, 100.000 đồng luôn, sale rẻ luôn. Em bao chính hãng, nếu mà các chị mua về chắc hàng giả lại đây em trả các chị tiền. Em bảo đảm các chị dùng cái gì lên da em không bao giờ giải bán hàng phát nha. Ai lấy comment giúp em. Đây, mặt nạ nho và dâu 100.000 đồng một hộp 10 miếng. Rồi qua mẫu luôn. Ai lấy gì comment giúp em rồi em lên tiếp nè. Ai lấy gì comment giúp em nha. Làm chương trình sóc luôn, trời ơi. Mặt nạ xài đã lắm mấy chị ơi. Xài một lần là bao phê. Ai lấy comment giúp em. Sale sóc, sale tận lóc luôn, 400.000 đồng cho em một hộp, tặng luôn nha. Đây, một hộp của nó là vậy nè. Sang lắm, sang vô cùng luôn. Rồi ai thích lên gì comment giúp em, lên vòng đúng không? Rồi lên sale một hai cái vòng rồi đi xuống nè. Bây giờ hiện tại là đã 4:30, bé anh xin like đến 5 giờ, bé anh xin off nha mấy chế. Rồi ai coi like vô like giúp em, em lên like liền luôn nè mấy chị, chia sẻ like giúp em. Bây giờ bé anh sẽ lên tiếp cho mấy chị là vòng tay, lên vòng nha. Chị Linh lấy cái hộp này đẩy ra. Sau này Linh hơn 2, 4, 6, 8 gì? Ủa hồi nãy đem về mấy hộp cao Linh chi vậy? Nè, lên vòng he. Nãy giờ ai đợi vòng không? Hồi nãy có mấy chị hỏi vòng quá trời luôn á.
Có ai thích không em lên vòng nha. Lên vòng, lên lên vòng vàng nha, đồ lên ha. Ai thích gì comment giúp bé anh. Hôm nay bé anh sale tiếp cho mấy chị luôn. Xăm nước còn hộp 500.000 đồng. Ai lấy comment luôn, còn đúng một hộp cuối cùng là hết hàng. Xăm còn đúng một hộp nha. Chết rồi quên nữa. Nãy giờ chưa làm chương trình cho cô cái gì đâu, Đào Hải Độc Tố, nãy có mấy chị hỏi. Rồi bé anh sẽ lên mấy chiếc. Cái dòng nào mới làm vậy? Đây hôm nay 2 ngày thôi. Các chị thấy nhân viên không? 2 ngày bạn làm được một thao dòng luôn. Có nhiều dòng mới đẹp lắm. Sale tiếp luôn nè. Men vi sinh là tặng cái kia mà hết chương trình rồi chị ơi. Em làm có 5 phút à. Ê, cái nhẫn này đẹp mà sao nó bị chày nhẹn cái buồn ghê vậy. Hôm bữa sao để nguyên cái nhẫn dễ thương ha, dễ thương ghê luôn á, mày bị chày. À du được một cái vòng Pandora khách trả về đây mà sao nó bị chó chị Linh ơi. Chứ bình thường livestream sao? Có ai coi được không mấy chế? Có ai coi rõ không mấy chế? Gọi bé anh lên nha. Mẫu nào mới làm? Trời ơi dễ thương quá. Sale luôn, sale luôn. Hôm nay làm chương trình cho vài chiếc vòng. Ôi chiếc này đẹp ghê luôn á. Chiếc này dễ thương nè. Ai coi like chấm bài giúp em, comment năm sinh tư vấn vòng luôn. Ê chiếc này dễ thương ghê luôn á mấy chị. Dễ thương ghê, chiếc này đá loại mới nè. Thạch Anh luôn nè mà loại mới nè. Đây đây đây. Ai coi like chấm bài giúp em, Thạch Anh loại mới luôn. Trời ơi dễ thương chưa. Ai đang coi like chấm bài giúp bé anh, Thạch Anh đó, nay bạn làm về cái loại mới luôn nè. Dễ thương ha mấy chị ha. Loại này là bánh xe. Cái loại này là loại bánh xe nè, kết hợp cho em Vân luôn. Cái này cũng rất là lạ. Đây Thạch Anh vàng nha mấy chị nha. Thạch Anh vàng rất là xinh luôn. Vài chiếc đẹp lắm. Chị yêu nào thích cái nào cứ comment để em sẽ tư vấn cho mấy chị luôn. Trời ơi nay bạn làm thêm cái chiếc này nữa nè. Nhiều chiếc vòng lạ lắm luôn á mấy chị. Đây 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 đây. Đó rất là xinh ha. Tóc nè mấy chị. Tóc nè. Tóc đen nè. Rồi tóc vàng nè. Rồi kết hợp cho em là vàng phát giác luôn nè. Trời ơi nhiều chiếc dễ thương lắm. Nhiều chiếc trời ơi, lại có một chiếc hổ phách nằm trong đây nữa bà Linh. Đây đây đây. Đó rất là nhiều dòng siêu đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là xinh nha mấy chị nha. Ai thích cái gì cứ comment giúp em. Còn chiếc này màu tím luôn nè. Đó lên vòng cho mấy chị coi. Hồi nãy mấy chị kêu sale dòng đi đó. Ai thích gì cứ comment giúp em. Hôm nay em làm chương trình sóc luôn. Làm chương trình sóc đặc biệt tại livestream ngày hôm nay nha. Làm 2-3 chiếc nữa thôi cho xuống đi ngắt like luôn. Cho bé anh làm 2-3 chiếc nữa thôi cho bé anh xuống ngắt like luôn nha mấy chế. Trời ơi nhìn mặt tôi như khác sát thao sát khô vậy bà Linh. Em sẽ lên chiếc này cho mấy chị, tặng cho mấy chị chiếc này với giá cực kỳ sốc. Duy nhất livestream ngày hôm nay chăm Phật chăm chuông luôn. Một cái vòng như hôm nay. Cái vòng này là dành cho tất cả các mệnh kim, thủy, mộc, hỏa, thổ đều có thể mang được chiếc vòng này cho em. Nó sâu hết tất cả, vừa là thạch anh trắng, thạch anh xanh, thạch anh phát giác mộc và thạch anh dành cho những người là thổ. Đủ mệnh kim, thủy, mộc, hỏa, thổ trong chiếc vòng này. Hôm nay em tặng giá sốc chưa bao giờ có cho các chị yêu của em luôn. Ai lấy comment giúp em mã này cho em mã 1 đi. Mã này giúp em mã 1 nha mấy chị nha, mã 1 giúp em ạ. À. Cham rất là nhiều và dày luôn. M1 lên đơn cho em. Ai lấy comment giúp em M1 em tặng các chị 600k chơi tới bến đi ạ. Giá sốc luôn nha mấy chị nha, chỉ có 600k thôi mã. M1 cho bé anh. Trời ơi dễ thương lắm. Đủ, cái này là mệnh nào cũng đeo được nha mấy chị nha. M1 giúp em 600.000 đồng luôn. Hôm nay sale sốc luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Một cái cham vòng full to như này nè. Cham Phật luôn. Đây các chị, đây là cham thạch anh phát giác nha. Tất cả các mệnh đều có thể mang được cho bé anh cái vòng này. Đẹp lắm mấy chị ơi, cham luân hồi luôn. Cái đồng này, cái vòng này sáng lắm. Cái vòng này đúng mấy cái, 2 cái hả? 2 cái duy nhất. Ai comment em dành cho 2 người nhanh tay nhất vòng này em xả các chị 600k. Mã này là mã 1 giúp em nha mấy chị nha. Mã 1 chỉ có 600k thôi ạ. À. 600k. Trời ơi cái môi tôi không xong, môi nhìn ghê luôn. Nhìn nó trôi như xác sống vậy. 600.000 đồng cho bé anh. Ai lấy comment giúp bé anh là vòng M1, 1
Cái này hai chiếc phải không? Hai chiếc duy nhất. 600 luôn đi. Tặng luôn nè. Ôi trời ơi đẹp quá vậy. M1 giúp em nha mấy chị nha, M1 giúp em ạ. À. Trời ơi hôm nay sale luôn cái dòng này. Ai lấy dòng này comment mã M1 giúp em tặng cái chị luôn 600. Ai lấy comment nha. Cái này là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ đều có thể mang được. Vòng này đẹp lắm, đủ màu sắc luôn. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ có thể mang được. Rồi lên tiếp tục cho em chiếc này. Chiếc này cho bé anh là U Linh Ngũ Sắc, tặng luôn, chơi với giá cực kỳ sốc. Ai lấy comment tại like. Vòng này 1.700.000 là sale rẻ nhất hôm bữa livestream hôm bữa. Hôm nay em còn một chiếc em tặng luôn. 999.000 đồng tại livestream chiếc này cho bé anh luôn, một chiếc duy nhất, chơi luôn. Một chiếc duy nhất thôi nha mấy chị nha, bây giờ chỉ còn 999.000 thôi. Mẹ mã mấy? Mã 2. Cho em là mã 2. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ và mã này. Người nào mua cái vòng này em chỉ có đúng một giây nhất thôi, không có giây thứ hai. Người nào mua cái mã này đợt trước là U Linh không, và đợt này nó sẽ có một viên đá đá mặt trăng. Vòng này nó sẽ đắt hơn cái vòng kia hôm bữa luôn. Vòng kia hôm bữa xem 1.700.000 là full U Linh. Nay có một viên đá mặt trăng nữa. Vòng này đeo rất là tốt. Chị nào lấy comment giúp em chiếc này. Và đặc biệt chiếc này nè, chị nào mệnh mộc hoặc là mộc sinh hỏa đeo cái chiếc này cực kỳ tốt luôn. Riêng về tinh thể U Linh là mệnh nào đeo cũng được, nhưng nó kết hợp cho em là có cái thạch anh trắng và thạch anh màu xanh lá, thì cái này mộc hỏa đeo rất là ok. Thủy sinh mộc đeo được luôn. Ai lấy comment giúp em mã 2, một chiếc duy nhất, sale cái chị 999.000 đồng cho em chiếc này luôn đi ạ. Mã này mã 2 giúp em cho mấy chị nha. Mã 2 chỉ có 999. Đây đây đây, đưa cận lên cho coi. Hôm bữa mấy khách hỏi cái này nhiều lắm. Hôm bữa mấy khách hỏi mấy này nhiều lắm. Trời ơi siêu đẹp, đẹp ghê luôn á mấy chị. Mã này cho em là mã số 2 nha. Đây nè, đây nè, U Linh nè. Mã 2 giúp em nha mấy chị nha. Mã 2 là một chiếc duy nhất. Các chị nhìn cái viên đá của nó nè. Đây, nó giống như là chùm hoa san hô bên trong vậy đó, nó nở ra vậy đó các chị. Cham nè. Một cái cham này 250.000 nè. Đó, mấy chị hiểu rồi đó, cham bạc á. 100% là bạc ý luôn. Các chị nhìn cái vòng đây rất là xinh. Bạc ý luôn, cái mã này cho em mã 2 nha, 999.000 đồng. Mã này hôm bữa em có like rồi, một cái duy nhất. Em sale rồi, hôm nay em còn đúng một cái em tặng luôn. Cái này chưa nở nha. Chị nào mang về nó sẽ nở vân ở bên trong rất là nhiều, càng đeo càng đẹp luôn. M2 lên đơn cho bé anh 999.000 đồng. M2 nha mấy chị nha, M2 giúp em là M2 chứ có 999.000, một chiếc duy nhất thôi ạ. Đó, đẹp lắm mấy chế ơi, ai thích comment giúp em. Đây, và bên trong nó có đính mấy cái viên thạch anh tuyết nữa, đẹp lắm. Rất là xinh nha, ai lấy cứ comment giúp em vài chiếc rồi. Còn cái này là thạch anh bánh xe, nhiều kiểu rất là đẹp. Chị nào thích thì comment giúp em. Tại vì hôm nay em hơi vội, nên là nếu được nha, tối nay nếu được về sớm thì em sẽ like cho các chị. Chỗ chiếc này dễ thương quá à. Ôi chiếc này dễ thương quá mấy chế ơi, dễ thương quá. Một chiếc duy nhất luôn. Trời ơi tóc, tóc này cho em là thạch anh tóc vàng. Đây vòng màu tím cho em là, cho em là cái dạng giống như là ruby tròn vậy đó, mà thạch anh tím nha. Chiếc này được một cái duy nhất nè. Dễ thương ghê không. Đó, có ai thích chiếc nào cứ comment giúp em. Em tại vì hôm nay chưa có thời gian lắm, nên là sale cho các mấy chị là còn ấy, với lại một số chị là bận, nên là bé anh sẽ lên vài mẫu. Chị nào thích thì cứ đặt giúp em nha. Không thôi thì sẽ có một cái live chuyên sâu về phong thủy hơn để tư vấn cho các chị. Đó, các chị thích nào các chị cứ coi cho em vài mẫu đi, rồi mình chụp lại màn hình. Chị nào thích cái gì cứ đặt cái đó. Dễ thương lắm, nhiều mẫu đẹp lắm các chị ơi, nhiều mẫu rất là xinh. Ai thích mẫu nào cứ comment tại livestream giúp em nha. Đây nè, mệnh nào đeo cũng được luôn nè. Xuất sắc. Mệnh nào đeo cũng được luôn mấy chị. Đẹp chưa? Hello, em chào chị Hiệp Phan. Hello, em chào chị Hiệp Phan yêu của em luôn. Hello, em chào mấy chị. Trời ơi, giờ mới thấy bà Hiệp Phan vô coi like luôn á. Nay không đón con hả chị đẹp? Nay coi chơi trễ vậy. Chị Nhung Thùy, hồi nãy em xem em mới xin nhiêu. Nhung Thùy ơi, hồi nãy em làm chương trình 5 phút thôi. Mua một men vi sinh sale còn 600.000, tặng một kem ngày đêm kinh ly luôn. Giá đúng tại livestream ngày hôm nay, kem ngày đêm kinh ly là 1.200.000 một bộ. 1.200.000 một bộ. Hôm nay em tặng là 600.000. 600.000 một men vi sinh tặng cho một kem ngày đêm. Chị nào lấy comment nha, em còn một phút nữa thôi. Hồi nãy em đã hết rồi, nhưng mà chị Nhung Thùy mới vô thì em hỗ trợ em tặng cho một cái để chị có lọc luôn. À, bao nhiêu chị Huệ Hải, giá cái vòng đó sao? À cái vòng cuối á hả? Cái vòng cuối đúng không? Men vi sinh là em sao? Nay ông xã đón cao nè. Men vi sinh sale còn là 600.000. 600.000 một hộp.
mua một men vi sinh tặng một kem ngày đêm kinh ly đúng duy nhất tại livestream ngày hôm nay thôi, chốt đơn. Không không lấy thì comment giúp em, chị nào lấy hai men vi sinh em tặng cho một là thành ba, và tặng cho một ngày đêm luôn, chơi tới bến dòng phải không? Rồi ok, lên lại cái dòng cho coi luôn. Trời ơi, mấy chị thấy cái mặt em, mấy chị mới vô coi hay sao đó. Rồi đây 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 đây, em hết chương trình rồi nhưng mà em vẫn hỗ trợ, em cho thêm một phút nữa, chị Nhung Thùy mới vô coi like. Một hộp như này sale còn 600k, 1,5 triệu sale còn 600k một men vi sinh. Ai lấy hai men vi sinh em tặng một hộp men vi sinh nữa là thành ba, và em tặng một hộp kem ngày đêm nữa duy nhất tại hôm nay, tại vì hôm nay là sinh nhật của bé anh nên bé anh sẽ làm chương trình lớn. Còn chị nào lấy một men vi sinh em cũng tặng một kem ngày đêm, hôm nay tặng nha, bán tặng xài thử nha. Chế nào lấy comment giúp em, xài đã lắm mấy chị ơi, xài không xuống trả lại tiền. Ok chị Trần Ngân, một men vi sinh nha, chị đẹp luôn, chốt đơn. Ai lấy comment giúp em à? Ok Dung Thùy, hai men vi sinh tặng một. Rồi ai lấy comment nha. Em làm chương trình là tặng quà tri ân thôi. Ok, cái vòng đó nhiều hả chị? Rồi em lên luôn cái dòng hồi nãy khách hỏi phải không? Chết rồi, mới để xuống đâu rồi. À, cái vòng này đúng không mấy chị? Cái vòng này đúng không? Nhưng mà cái vòng này hiện tại cái viên U Linh này hết rồi không? Hiện tại em chỉ còn đúng cái à. Tại vì cái viên U Linh này hết rồi, U Linh đỏ này hết rồi, em chỉ còn đúng một cái thôi, kim thủy mộc hỏa thổ thôi. Hello, em chào chị Thiên Thiên, cảm ơn chị Thiên Thiên rất là nhiều nha. Đây, giảm sốc nè, vì nè tội Vinh like ít tương tác nè. Đúng rồi chị Phan, em like còn ít nữa nói chị Vinh. Tại biết sao mấy em này bảo á, em thấy á, có nhiều người á, người ta ngàn mấy người coi luôn á, mà nay người ta livestream còn có 200 mấy người coi à. Em là 100 mấy mà xuống còn 10 mấy người là các chị hiểu là trời ơi, em là không sống nổi luôn rồi đó. Mà thôi kệ, em hỏi thì người ta nói phải cái này tình hình chung rồi, ai livestream cũng bị đó, phải tầm là phải 1 tháng hơn nữa thì may ra Facebook nó mới lấy lại được cái tương tác. Bây giờ nó vẫn bị vậy đó, bởi vì livestream leo que có mấy người coi à, tại vì có những người ta không nhận được thông báo luôn nên là hên xui. À vòng này phải không, mấy chị hỏi vòng này nhiều lắm nhưng mà cái này chỉ có 1 cái thôi. Đỗ U Linh còn không? À vậy là được 2 cái phải không? 2 hạt hả? 2 cái, ok, hôm nay tặng luôn, chơi tới bến luôn. Ok mấy chị, hôm nay em tặng luôn. Cái này là thạch anh tóc ngũ sắc. Thạch anh gọi là tóc ngũ sắc luôn, tại sao em gọi ngũ sắc? Vì nó chứa thạch anh tóc xanh, tóc vàng, tóc đen, tóc đỏ và U Linh ngũ sắc bên trong. Đây cho coi, 2 chiếc duy nhất tặng, 2 chiếc duy nhất tặng, ai lấy comment nha. Theo 2 cái rồi đi ngắt like luôn nè mấy chế. Đây đây đây, đẹp lắm, duy nhất tại livestream ngày hôm nay nha. Mệnh nào cũng đeo được hết, mệnh này tương sinh. Tại vì sao em nói á, mấy cái dòng thạch anh này nè, các chị đeo tương sinh, các chị đeo tốt lắm, kim thủy mộc hỏa thổ, mệnh nào đeo cũng được hết. Trời ơi đẹp quá. Mã này là mã 3 giúp em nha mấy chị nha, mã 3. Mã 3 em có duy nhất, hiện tại trên tay em còn 1 cái. Mã này đẹp lắm mấy chị ơi, mã này đẹp lắm, hôm nay em bán tặng cho chị. Vòng này giá chưa sale của nó 2 triệu hơn một vòng. Vòng này chưa sale là 2 triệu hơn một vòng, tại vì đá là hạt hạt to không mà, hạt này là 7 ly. Hạt 7 ly vân rất là đẹp, và hạt các chị nhìn đá nè. Các chị nhìn đá nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, tóc của nó gọi là tóc bả mía luôn, các chị nhìn tóc của nó nhiều nè. Siêu nhiều và siêu dày luôn mấy chị, nhìn tóc đi, nhìn giống như là một cái sợi nhuyễn vậy đó. Kim thủy mộc hỏa thổ, dòng này mệnh nào đeo cũng được, và bên đây chứa một viên U Linh luôn, trời ơi đẹp lắm. Hôm nay em làm dành tặng duy nhất, chị nào lấy comment dòng này em bán tặng cái chị 1,200,000 đồng cho em tại livestream ngày hôm nay luôn. À, chơi tới bến. Một triệu 200k cho chiếc vòng này, chiếc này không sale là 2 triệu hơn. Chị nào comment giúp em hôm nay tặng cái chị 1,200,000, và viên đá hiện tại trên tay em cầm, em hỗ trợ duy nhất một chiếc duy nhất thôi, một vòng thôi. Cái này không tặng 2 vòng đâu. Cái vòng này bình thường mà sale rẻ nhất trên live cũng là 1,8-2 triệu đồng một vòng rồi. Hôm nay em sẽ tặng sale sóc với chị 1,2 triệu luôn. Chị nào lấy comment giúp em vòng mã mấy ạ? Mã này là mã 3 giúp em nha. M3 lên đơn, tặng đúng một người thôi. Chị nào lấy comment giúp em luôn, chơi tới bến, chơi tới sóc, vòng này đẹp lắm. 200k thôi nha mấy chị nha, một chiếc duy nhất thôi ạ. Hạt ni này là 7 luôn, hạt ni to lắm các chị, như ni của em đang đeo. Chị Hiệp Phan nó đẹp quá, chị Nguyễn Linh nó đẹp lắm nè. Trời ơi xinh thiệt á, trời ơi Kim Mai nãy giờ đi đón con không à, bà hốt cái chiếc vòng này coi. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi.
Em nói thiệt xuất sắc, cái dòng này đẹp lắm. Mỗi viên đá nó sẽ từng gọi là nó tương xứng với nhau. Cái mã này hôm nay em tặng cho chị 1.200.000 mã số 3. Ai lấy comment giúp em M3 và kèm theo số điện thoại giúp em. M3 giúp em nha mấy chị nha. M3 xong cái dòng này là số ngắt like cho các chị coi một mẫu thôi, một hai mẫu thôi. Trời ơi đẹp lắm, đeo lên tay em coi hạt to không à, để mấy chị ơi đeo đẹp lắm, đeo lên trắng tay cực kỳ luôn. Mã này 1.200.000, ai lấy comment giúp em mã số đi ạ. Mã 3 nha, đây 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 đây, mã 3 giúp em nha mấy chị đó. nha. Mã 3 1.200.000 đây, mấy chị nhìn giúp em chưa, để em tháo cái dòng của em ra cho mấy chị coi 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 một cái cho nó nhìn rõ hơn cái dòng, dễ thương lắm mấy chị ơi, xinh cực kỳ xinh luôn. Mai mai đi, mai có đồ bộ, mai mới soạn ra được bao mấy bộ đồ bộ lẻ lẻ nè, mai sale luôn, bộ đẹp không à, xinh lắm, đây dễ thương lắm mấy chị ơi. Ai lấy comment giúp em M này là M máy, quên rồi chị Linh. M3 giúp em nha mấy chị nha. M3 M3 chốt trực tiếp tại livestream, chiếc vòng em đang cầm 1.200.000. Chị nào thích comment giúp em M3 luôn. Rồi ai lấy comment M3 nha, em hỗ trợ một chiếc thôi. Siêu đẹp luôn, không xin trả lại tiền. Ở chiếc này dễ thương quá. Vậy thôi tôi lấy tôi đeo luôn. Không ai lấy tôi lấy tôi đeo luôn. Dễ thương thiệt sự luôn á. Chế nào thích là hốt lẹ giúp bé anh nha. Còn chiếc nào không? Hết rồi. Trời ơi dễ thương ghê chưa. Đó mấy chiếc làm lên dễ thương lắm, bữa nào chưa chuyên tâm lắm đâu, nay nay like là làm được rổ mới rồi đó. Nay có nhiều mẫu mới đẹp lắm, có mấy mẫu là đính với lại cóc nè, cóc ngậm tiền luôn nè. Đây có nhiều mẫu đẹp cực kỳ luôn mà chưa có thời gian like nhiều cho mấy chị coi thôi. Dễ thương chưa mấy chế, đẹp lắm, hạt nào hạt nấy sáng trưng à. Này là thạch anh vàng kết hợp với lại hổ phách nữa nè. Đó ai thích chiếc này em tặng, chơi sóc 1.200.000 chốt tại livestream nha. Mã này còn có một cái duy nhất luôn, đeo lên trong lắm mấy chị ơi, đeo lên hạt của nó nè, sang cực kỳ luôn. Chị nào lấy cờ bên nha, còn con cái được không, ra lọc luôn đi, bán tặng. Ai cờ bên nhanh tay tặng luôn 1.000.000 một giây luôn. Rồi cho xin xuống like luôn mấy chị nha, 1.000.000 thôi à, 1.000.000 một giây. Ai lấy cờ bên nha, cho em xong là em xuống like luôn. Chế nào không lấy bé anh lấy luôn, 1.000.000 một sợi, mở ra cho khách coi luôn, một sợi duy nhất nha. Cái này không bán cho người thứ hai, chỉ bán cho một người thôi đó. Cái này là em tại còn chương trình thôi, nên chị nào thích thì comment giúp em. Đẹp quá mà hết tiền rồi, đẹp lắm á chị Thiên Thiên ơi, đẹp lắm. Mà em nói nè, chị nào chưa mua mua thử đi, tại vì nhiều người mua, người ta mua rồi, nhiều người mà chưa mua phong thủy mua thử giúp em một cái vòng đeo coi lọc không, chứ nhiều khách nhà em cũng có nhiều người, người ta cũng giống như mấy chị á, có nhiều người là mới mua thử một hai chiếc thôi mà đeo đẹp lấy hên, hôm sau có lọc mua nhiều nữa. Hiệp Phan nói hôm nay sinh nhật vui vẻ xinh đẹp nha, cảm ơn mấy chị. Trời ơi cầu là cầu, cầu có sức khỏe mới có tiền, mới có tiền mới có tiền đi làm đẹp, chứ mấy nay là thấy mệt lắm rồi. Đây nè mấy chế, 1.000.000 1.000.000, ai lấy comment giúp em luôn. Mã 3 giúp em nha mấy chị nha, mã 3 chỉ có còn 1.000.000 thôi à, một chiếc duy nhất luôn à. Đẹp lắm, trời ơi hạt loại VIP không á mấy chị, ai lấy comment giúp em. Chị Hạnh Nhàn, chị màu vàng nha, Minh Anh màu vàng là sao chị Hạnh Nhàn ơi, em không hiểu. Chị Hạnh Nhàn ơi, cái này là mệnh nào cũng đeo được hết á, kim thủy mộc hỏa thổ ai cũng đeo được hết, không khắc mệnh nha. Cái này là tất cả các mệnh đều có thể đeo được luôn. Cái vòng này hôm nay em tặng cho chị 1.000.000 luôn, ai lấy comment nhanh tay giúp em. Chị Hạnh Nhàn, chị comment chị màu vàng nha, là sao chị đẹp, em không hiểu ý chị. Đó chị nào lấy comment giúp em, có đúng một chiếc thôi à, trời ơi xinh chưa. Mã 3 giúp em nha mấy chị nha, mã 3 còn 1.000.000 đồng nữa thôi à. Tóc nè các chị nhìn nè, nó nhiều nó dày cỡ này là các chị hiểu rồi đó. Tóc nè, cái sợi của nó nhuyễn như này nè các chị nhìn nè, trời ơi đẹp lắm. Các chị nhìn tóc nhà em đi, em bao cho các chị luôn đó. U Linh nè, trời ơi xuất sắc chưa, đẹp dễ sợ luôn. Các chị coi cái này, các chị đeo lên tay á, các chị thấy mới đẹp. Vòng này mệnh nào đeo cũng được, nó không có khắc mệnh, xinh lắm. Ai thích thì comment giúp em nha, hỗ trợ luôn. Cái này còn đúng một vòng duy nhất thôi, ai lấy comment em hỗ trợ cho một người thôi nha. Chị nào thích thì comment giúp em luôn. Mã này sale còn 1.000.000 duy nhất tại livestream M3 giúp em ạ, M3 nha mấy chị nha, M3. Ok chị yêu à, Hạnh Nguyễn đẹp quá, lấy đi chị ơi, xinh lắm, đẹp lắm, vòng này đẹp lắm. Còn chiếc à, M3 nha. Ai thích thì comment giúp em đưa cận cảnh nè. Chị hỏi chị màu kia bao nhiêu tiền, chị hỏi cái chiếc màu kia, à chiếc màu vàng á hả, vàng hổ phách hả chị,
Giờ hỏi chiếc màu vàng nào. Chiếc vàng nãy giờ em like nhiều lắm chị Hạnh Nhàn ơi. Vàng hổ phách thì nó đắt à. Cái nào có hổ phách là nó đắt á. Cái này là màu vàng hổ phách nè. Phải chị hỏi chiếc này không? Đó, phải chị hỏi chiếc này không? Trời ơi đẹp lắm. Xuất sắc. Chiếc này là vàng hổ phách nè mấy chị. Đó, mấy chị hỏi chiếc nào mấy chị comment rõ với bé Anh nha. Tại vì vàng em lên nhiều mẫu lắm chị Hành Nhàn ơi. Đó, vàng nãy giờ lên mấy mẫu luôn á. Nhiều mẫu đẹp lắm. Mỗi mẫu mỗi trăm là nhà thiết kế. Ok. À vậy là chiếc đó đúng không? Chiếc này là chiếc hổ phách. Chiếc này là chiếc hổ phách. Chiếc này là chiếc hổ phách nha mấy chị nha. Cái này là hổ phách cho em nè. Một hạt hổ phách siêu dài nè. Một hạt như này là 500 ngàn đồng rồi đó. Hạt lẻ nè. Loại này là 16.42 gram nè. Đây. Một hạt hổ phách nữa nè. Đó. Hai hạt hổ phách rồi đó. Full bạc luôn á. Chiếc này ai lấy chiếc này sale luôn 1.700.000. Chơi tới bến. Trời ơi giá sốc luôn nha mấy chị nha. Chiếc vòng em có 1.700.000 thôi. Chiếc này sale tới bến luôn. Hai sale hai chiếc nữa thôi. Cho đi xuống like luôn. Tới 5 giờ rồi mấy chế ơi. Này là M4 giúp em nha mấy chị nha. M4 à. Chiếc này tặng 1.700.000. Ai lấy comment giúp em. Chơi tới bến xả lỗ sập sàn. Gọi là sập sình luôn mấy chế. M4 nha mấy chị nha. Chứ có 1.700.000 thôi à. Trời ơi chị Thiên Thiên nó sinh nhật ra lọc thêm đi em anh. Trời ơi bên em anh ra lọc 1.000.000 là hấp nhất rồi chị Thiên ơi. Chị Thiên Thiên ơi, chị coi like là biết mã này là không bao giờ có giá là 1.200.000 luôn á. Hôm nay là sale 1.000.000 là thấp nhất rồi đó. Chị nào lấy comment giúp em, hôm nay em ra lọc thôi. Em chỉ ra lọc 1.000.000 thôi. Nếu ai comment đầu tiên thì em tặng cái dòng này 900.000 là em sale lỗ vốn, em sale rẻ nhất rồi. Cái này là đá phong thủy, các chị đi ra ngoài mua một dòng như này 2.000.000 hơn, khẳng định luôn. Không có giá này đâu mấy chế. Ai lấy vòng này mà mã 3 thì bây giờ bé Thanh sale 900 là rẻ nhất thôi. Không thể sale hơn được nữa nha mấy chế. Ai lấy comment giúp em luôn. Đây là hổ phách 1.700.000. Một cái hạt này là đã 500k rồi nè. Hạt lẻ này là 500.000 rồi nè. Hai hạt hổ phách rồi nè. Mua lẻ rồi đó các chị. Đó bây giờ full vòng full bạc luôn. Hôm nay tặng. Chơi tới bến. Trời ơi cái dòng này đẹp muốn chết luôn. Gọi là xí dách, đẹp xí dách luôn. Đẹp chịu không nổi, xin lỗi đẹp chịu không nổi luôn. Đẹp thiệt. Mệnh nào cũng đeo được hết. Ai lấy dòng comment dòng nha mấy chế ơi. Trời ơi đẹp lắm, xuất sắc luôn. Trời ơi nhìn ghiền luôn á. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá, chị Hạnh Nhàn nói đẹp quá mà chị không đủ tiền rồi. Chị Hạnh Nhàn ơi, chị đã mua vòng nhà em bao giờ chưa? Chị Hạnh Nhàn đã mua vòng nhà em bao giờ chưa? Nếu chưa thì hôm nay em tặng chị cái thì chị mang xài thử đi có lọc rồi mốt ủng hộ em thêm. Đó, 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 đẹp dễ sợ chưa? Ok, chốt chị Trang Chỉnh luôn. Đó, cái này là em hỗ trợ ưu đãi mọi miền đất nước. Ai thích comment giúp em. Cái này nói thiệt luôn á mấy chị. Tặng gọi là tặng ra lọc lắm luôn rồi đó. Đây, mấy chị cứ coi like hỏi khách á. Ok, em chốt rồi, chế đẹp ơi. Mấy chị cứ hỏi khách đi. Hổ phách không bao giờ mà em bán rẻ đâu. Một cái hạt này sâu lên là một cái mặt dây chuyền đã 1.200.000 rồi. Mấy chị cứ hỏi mấy chị mua hàng rồi là biết. Tại vì hổ phách nó làm 100% á là làm từ cái vỏ, cái tiết dịch của cái nhựa đạn bắn vô cái thân cây nó tiết ra, nên những người đeo hổ phách tài lộc lắm và sức khỏe cực kỳ tốt luôn. Mã này em ra lọc mạnh bạo luôn. Ai lấy comment giúp em, chị mua lọc, chị mua chưa? Riêng hổ phách nhà em không bao giờ với có giá giảm hơn nữa. Một cái cham này như này thôi, một vòng như này thôi. Chị nào lấy comment giúp em, hôm nay em tặng cái vòng hổ phách ra lọc cái chị 1.500.000 luôn. Lấy lọc cái rồi đi xuống like nè. M đây là M4 giúp em nha mấy chị nha. M4 chứ có 1.500.000. M4 hôm nay xả luôn, 1.500.000. Chơi tới bến luôn. Chị Hạnh Nhàn lấy đi, em tặng chị ra lọc chị 200.000 nữa là còn 1.500.000 luôn. Cái này ai coi like là biết, cái này thường thường một cái vòng như này mà hổ phách như này mà sale rẻ nhất trên like là cũng phải là 2.000.000 hơn. Không bao giờ có, thiệt luôn á. Đeo đúng đá thiên nhiên, càng đeo càng sáng. Và đặc biệt nữa cái từ trường của nó rất là mạnh. Nó sẽ đem lại cái sức khỏe và nó sẽ đem lại lọc lá cho gia chủ. Cái chiếc màu vàng này rất là tốt. Và cham của nó toàn là cham tốt không thôi. Thiệt sự luôn. Em lựa cham cho khách, em lựa những cái cham tốt không à. Đó mấy chị, đeo lên tay dễ thương lắm. Chiếc này sale luôn, ai lấy comment giúp em tặng cái chị 1.500.000 luôn, hết mất hết đát nha. M4 giúp em nha mấy chị nha. M4 chỉ có 1.500.000 thôi. 1.500.000 đồng. Ai lấy comment mã số 4 giúp em đó. Hạnh Nhàn mua đi đẹp lắm chị ơi. Xinh lắm luôn á, ra lọc lấy tặng quà, lấy lọc lấy tương tác. Trời ơi đẹp lắm, dễ thương lắm. Mang lên là sáng lắm luôn á, hổ phách nè, loại 16 chấm mấy gam không á, hàng lại to, hạt đẹp không à. Xuất sắc. Đeo sang lắm mấy chế ơi. Chị Linh đeo vô tay em coi. Đó, ai thích comment giúp bé anh. Mới sạn ra
một bịch mới soạn ra một bịch bao đồ còn sót để sale cho mấy chế. Chị Linh Hà nói nhận hổ phách có sale không? Nhận hổ phách sale rẻ nhất là 1,2 triệu. Bà Linh đem nhận hổ phách đi hôm nay ra sale luôn, cho một hai chiếc cho mấy chị vui vui một cái rồi đi ngắt like nè. Đó, đây chiếc này dễ thương lắm chị, xinh ghê luôn á. Cho chị coi lại mã ba. Mã ba là mã nào? Mã ba là mã chị Trang chốt hả? Ok chị Trang, chưa bao giờ có giá này. Chiếc này sale rẻ nhất phải 1,8 triệu, 1,9 triệu. Đây, đây chị Trang nha. Đó, ok chị Trang nha. Rồi, những hổ phách còn chiếc nào không? Những hổ phách em bán chạy lắm mấy chế ơi, khách mua nhiều lắm. Còn những hổ phách sale rẻ nhất trên live là nhiêu quên rồi, 1,2 triệu. Hôm nay sale luôn, ai lấy comment nha. Ok chị đẹp. Đó, dễ thương lắm. Cái này là hổ phách sale lọc lấy lá luôn, 1,5 triệu. Ai lấy comment nha. Hôm nay là giá duy nhất tại livestream ngày hôm nay, hứng lên là sale nhận hổ phách. Ai lấy nhận hổ phách comment trên livestream hôm nay sale nhận hổ phách cái chị là 800k luôn đi ạ. Nhận hổ phách bình thường sale rẻ nhất là 1,2 triệu, nhận đá bình thường sale rẻ nhất là 800 đến 1 triệu. Hôm nay nhận hổ phách sale 800k luôn, ai lấy comment giúp em. Ai lấy comment giúp em, M3 ra lọc như chị em mới bị lag nên không nghe. Chị Thiên Thiên, M3 ra lọc là 900.000. M3 ra lọc là 900, chị Thiên Thiên ơi. M3 ra lọc là Thiên Thiên. Chị Thanh Nguyễn nói giờ mới rảnh, hôm nay em sale nhiều lắm, có gì coi lại like đi, có gì comment nha. Hôm nay đỡ đau họng chua, đỡ chút rồi chị Hiệp ơi, Hiệp Phan ơi, đỡ xíu rồi đó. Mấy chị lúc nào cũng ủng hộ em là em vui rồi, là em hết bệnh luôn. Mấy chị ngày nào cũng bên em là em vui rồi. Đó, ai thích thì comment. M3 ra lọc rẻ nhất là 900.000 đồng. Hello, chào chị Thuận Lê Thị Bích luôn. Nhận hổ phách là 800. Ai lấy nhận hổ phách comment giúp em. À, nãy giờ bán gì chị Thanh Nguyễn? Trời ơi, nãy giờ bán nhiều lắm. Lát coi lại like đi chế. Em like từ hồi 3 giờ tới giờ, 3 giờ hơn tới giờ á. Chỉ nào mà lát coi lại like đi, ứng gì mua. Hôm nay em làm chương trình mạnh lắm, nhiều lắm. Hôm nay là ngày vui nên là sẽ làm chương trình sốc ơi là sốc luôn. Trời ơi, sắc thạch anh tóc nâu nữa. Trời ơi, chiếc này khủng khiếp luôn. Ngày mai sẽ cho nhân viên chụp hình chiếc này đăng lên bài cho coi. Có nhiều chiếc khủng khiếp lắm, nhiều chiếc mới làm ra mà trời ơi đẹp lắm luôn. Hổ phách sale còn nhẫn là bao nhiêu? 800.000 đồng. Ai lấy comment tại livestream giúp em. Nay em bán cho mấy chị cái loại nhẫn hổ phách mới luôn, chưa bao giờ có. Nhẫn hổ phách hạt dài, am be tốt. Loại này, cái nhẫn này sale rẻ nhất là 1,6 triệu một cái. Hôm nay chị nào lấy em tặng một, chơi luôn 800. Tính nó 1 triệu đó. Chơi luôn 800.000. Ok, fan yêu luôn. Đây 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 đây, loại này là hạt dài, loại này là hạt hổ phách đắt nhất, 16.40 mấy gram. Một vòng của nó chỉ có 10 mấy hạt thôi. Hôm nay em tặng 800.000 đồng là hết mất. Chị Linh Hà ơi, không thể sale hơn được nữa. Sinh nhật em trùng với ngày của chị, giảm nửa đi em. Chị Linh Hà, happy birthday chị Linh Hà luôn. Hôm nay em sale nhẫn này, hôm nay em sale rẻ nhất 800k, không sale hơn được nữa. Chế nào lấy comment tại livestream giúp em luôn. Đây đây đây, nhẫn hổ phách nha mấy chị nha, hôm nay chỉ còn 800k thôi. Trời ơi, dễ thương xuất sắc luôn các chị ơi. Hạt này lưu ý nha, còn đúng 6-7 hạt nữa là hết hàng luôn. Phải 2 tháng nữa mới về lại hổ phách. Hiện tại hổ phách em bán gần hết rồi, còn 6 hạt. Ai lấy comment giúp em luôn, hạt dài 16.42 gram. Loại này 1,6 triệu một chiếc nhẫn lận nha mấy chị. Hôm nay em sale với chị 800.000 đồng. Chốt duy nhất tại livestream ngày hôm nay, 800k một chiếc nhẫn hổ phách, chưa bao giờ có tại livestream. 800k thôi nha mấy chị nha. Đây, hôm bữa là em like hạt tròn. Hôm bữa em like hạt tròn mấy chế ơi, hôm nay là hạt dài. Hôm nay là hạt dài mấy chị. Hôm nay là hạt dài, loại này là đắt 16 chấm mấy, loại này chỉ có 8 chấm mấy gam thôi. Loại này 16 chấm mấy gam lận, mấy chị nhìn giúp em. Đây, 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 trời ơi, xinh lắm luôn. Đẹp lắm, đẹp lắm. Lên tay không đẹp trả lại tiền. Loại dài ambe tốt, rất là sang. Tùy hy nhỏ bao nhiêu Minh Anh, em không nhớ nhiêu tiền, nhưng mà dao động tầm
cân lên gam có mấy trăm à, mấy trăm triệu là hết mất đó chị Hề Phan ơi. Em không nhớ nhiêu tiền hết á. Mà tầm mà tại cân gam tùy con, có con là 0,4 mấy gam. Vậy đó. Em không nhớ, nhưng mà em bao giá rẻ hơn ở trong mấy chỗ kia hơn 50% luôn. Tại vì em tính vàng đó chị rẻ lắm. Em quên nữa, ngày mai đi, mai lên like cho Mai Hì Phan nhớ canh like em nha. Mai em lên tỳ hưu. Tại bữa em lên rồi mà em thấy tỳ hưu mà chế Hì Phan không có lên. Có mấy người hỏi luôn. Vàng này là vàng 4 số 9 Hì Phan ơi. Chị Thuần Lê Bích Lê, bao nhiêu một hạt em? Một cái nhẫn như này là em sale còn 800.000. Xác dách, ai lấy comment giúp em. Nhẫn cho em là nhẫn hổ phách. Loại dài là 800 nha. Loại dài mắc hơn cái loại tròn. Hôm nay em sale các chị 800.000 lỗ vốn luôn. Mấy chị coi like là biết có mấy chị khách mua nhẫn nha em, hạt tròn sale rẻ nhất 1,2 triệu rồi. Hôm nay là em hứng lên em bán tặng cho chị 800, là loại dài, là loại đắt nhất của em luôn. 800k nha mấy chị nha, quá rẻ luôn. Hôm nay đẹp lắm, mà loại dài nữa là mà có 800k. Loại này là 16 chấm mấy, đợi mua con tùy hưu nè. Ok luôn, ngày mai lên like. Mai nhớ coi like nha. Mai nhớ coi like nha chế đẹp. Ai lấy comment giúp em. Ai lấy comment giúp em nhẫn cái này nè. Cái này cho em là hộ phách, mệnh nào cũng đeo được hết. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, không khắc mệnh. Và đeo cái này vừa thứ nhất hỗ trợ về bệnh, thứ nhất đau đầu, thứ hai là bệnh gọi là cảm vặt. Các chị bệnh nói chung là ho, sổ mũi gì đó, mà bé nhà nào chị có hay bệnh có thể mua. Ai có điều kiện nha, thiệt sự luôn. Điều kiện thì mua cho bé cái dòng hộ phách. Cái dòng mà liền luôn, nguyên một dòng luôn, đeo rất là tốt. Các chị nhìn nguyên bộ của em nè. Chị Hiếu Nguyễn một nhận hộ phách à. Đó, đó. Đeo lên cho em sang lắm mấy chị ơi. Một cái hạt như này, một cái hạt như này bán lẻ là dao động từ 500.000 cho tới là 1 triệu, tùy hạt tùy ly. Loại này là không phải ly, hổ phách thật cân theo gam. 800k một chiếc, ai lấy comment giúp em, sale rẻ luôn. Chị nào lấy comment nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn, 800.000 đồng cho em, ai lấy nhẫn comment nhẫn. Ok chị Hoa Nguyễn ạ, à, một nhẫn hổ phách chốt đơn luôn, nhẫn chốt dài đơn à. Ok chị đẹp luôn, ai lấy comment giúp em. Đó, hôm nay chị nào lấy thì sale sập sàn, sale sập sình luôn. Loại dài này là chưa bao giờ like nha. Loại dài này chưa bao giờ like. Các chị nhìn tay em nè. Lên tay sáng lắm. Và đặc biệt đây là ni nới. Tay nhỏ hay tay lớn hoặc là tay ốm đều có thể mang được chiếc này luôn. Đây, 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 đây. Trời ơi. Đó, cái này là không qua một cái ánh sáng gì hết. Các chị ơi, em đưa tận góc cho các chị coi luôn nè. Rồi, em bật ánh sáng lên cho mấy chị coi nè. Đó, các chị nhìn giúp em. 100%. 100% đây 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 đây. Chị Thuận Lê Thị Bích, chị muốn mua hạt không mua nhẫn. Hạt tùy hạt nha, hạt loại tròn hôm bữa bán khách là 500.000 một hạt rồi đó. Mà hạt loại dài thì đắt hơn. Nếu mà chị mua hạt thì em bán tặng cho chị luôn là 500.000 đồng một hạt. 500.000 đồng một hạt ạ. À. Chị Thuận Lê Thị Bích lấy thì comment giúp em, ghi cho em là hạt hổ phách nha. Đây. Trời mua sốt rồi sao nay nhức đầu vậy ta. Đi nắng đi mưa thất thường á mấy chị. Mấy hôm nay thiệt đi làm về là like không nổi luôn. Tính mấy hôm like lên like với mấy chị mà làm á, đi làm về từ sáng, em đi từ 8 giờ sáng. Có mặt ở công ty làm cho tới 5 giờ mấy chiều. Về tới đây là kẹt xe, là đi từ quận 2 về tới đây là 6 giờ hơn, ăn uống một cái không lên nổi luôn. Ngồi không nổi luôn, ngồi tính lên like cái hai dai là nó sụng, nó chịu không nổi. Phải ngắt like. Hai bữa đó, nay là em ốp á, em mới like nổi mấy chị, chứ còn hôm đi học làm về like không nổi. Mà bye bye. Ok chị Hiệp Phan, bye bye nha, nhà mình đi nấu ăn đây. Ok mấy chị, đi ăn chiều đi. Ai lấy gì comment nha. Chị nào mua lẻ thì comment, có gì nhắn tin qua cho em. Rồi bây giờ cho xin ốp luôn. Trời ơi, tới giờ là mấy giờ? Trời, hơn 5 giờ rồi. Đi ốp nha. Em quên, cứ nói hồi, nói hoài luôn á. Chị nào lấy gì cứ comment, chị nào mới vô thì coi lại like, có đặt gì thì tranh thủ giúp em. Em hỗ trợ có những chương trình giờ vàng 5 phút thì không hỗ trợ nữa. Rồi bye bye mấy chị, chúc mấy chị một buổi tối thật là vui vẻ luôn. Đó, lát nhân viên vô live stream cho mấy chị tiếp. Bye bye mấy chị yêu của em nha.